Tập 1. Rick Gladiato là một anh già đã từng làm lễ tân suốt nhiều năm liền, thế nhưng sau bao nhiêu năm đứng chém gió với khách, giấc mơ được trở thành mạo hiểm giả đối với anh vẫn chưa bao giờ là hết hot, Rick cuối cùng quyết định bỏ cả sự nghiệp chục năm của mình để có thể theo đuổi con đường trở thành mạo hiểm giả. Nhưng vì đã lỡ mất tuổi đẹp trai lai láng cường tráng của mình, việc một ông chú già như Rick muốn trở thành mạo hiểm giả là một điều vô cùng khó khăn. Tình cờ Rick lại có được cuộc gặp gỡ định mệnh với hội nhóm mạo hiểm giả mạnh nhất lục địa, cường quyền Ojiha con và được họ huấn luyện bán sống bán chết như lúc này đây. Zip bị mấy con người hội đồng giã cho nhiều xương nằm thấp thỏm dưới đất, suốt 2 năm liền cậu bị mấy con người này hành cho ra bã. Cuối cùng thì cũng đã đến ngày phải đi test thử năng lực của bản thân xem mình đến đâu, sau 2 năm kể từ ngày đi biệt xứ khỏi thành phố Zip cũng đã quay trở về. Mặc dù bắt đầu muộn tận 12 năm nhưng chưa bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ của mình, lần này Zip trở về là để đăng ký thăng hạng E mạo hiểm giả, hạng gần thấp nhất. Cậu còn đang sợ éo được nổi hạng E đây, lúc lấy phiếu dự thi Zip gặp lại người quen cũ Alisa. Cô là người từng làm lễ tân cùng cậu, cô đã từng rất bất ngờ khi nghe tin dích nộp đơn xin nghỉ làm và trở thành mạo hiểm giả sau đợt đó cậu cũng biệt tâm biệt tích nên cô cũng không biết thông tin gì về cậu đúng là việc một ông chú 30 tuổi đi làm mạo hiểm giả đúng là hiếm thật thông thường người ta sẽ đăng ký làm mạo hiểm giả hạng e khi đang ở tuổi thành niên rồi thăng lên hạng f trong vòng 2 năm hiếm có người nào như cậu mà đi làm mạo hiểm giả ở cái tuổi giờ giờ ương ương kiểu này đúng lúc này một tên nghiện rượu đến quấy rối alisa đúng là làm gái sinh cũng khổ Dick phải ra tay khống chế tên này trước khi mọi chuyện ầm ĩ lên cậu cho hắn một trưởng vào bụng hằn cả bàn tay lên áo giáp cho ngất xỉu rồi rời đi ở ngoài còn có bé genete với dàn loa siêu to khổng lồ đang trở nên không thể chậm trễ được những người trong quán lúc này mới xôn xao về tên vừa bị dích đánh cho sùi bọt mẹp tên này là đô mù một tên chiến binh hạng a từng bị truy nã vì tội hành hung thế mà dích chỉ vỗ phát đã nằm ngoan như cún dích lúc này đang tiến vào bài kiểm tra năng lực bài đầu tiên là phải đo pháp lực từng người một sẽ đặt tay lên quả cầu ánh sáng phát ra sẽ tương ứng với trình độ pháp lực đến lượt dích không hiểu sao quả cầu chưa kịp sáng đã ngóm bịa rồi cậu bị đánh giá ép trừ, hạng thấp hơn cả thấp. Cả phòng kiểm tra ai cũng cười vào mặt cậu, thế nhưng không ngờ dích vừa rời đi thì quả cầu đột nhiên nứt toác. Tưởng yếu nhất hội ai ngờ mạnh hơn quái vật, đến bài đo sức mạnh tấn công. Mọi người phải tấn công vào cột xì lam, nó có khả năng hấp thụ xung kích cao nền đòn nào cũng có thể tung ra được. Dích thấy quen quen, hình như trước từng được ông bạn già trên núi chỉ cho một lần, tiêu chí là phá hủy xì lam bác hoàng kim để có một thân hình tráng kiện. Bảo sao ông anh cơ bắp cuồn cuộn, lúc đầu dích tưởng phá hủy xì lam bác hoàng kim là một điều không thể ai ngờ ông bạn có thể phá được 200 cái một lúc từ đó ngày nào dích cũng phải đấm cái xì lam bác hoàng kim 50.000 cú mỗi ngày đúng là địa ngục trần gian miệng luôn từ người một bắt đầu lên tấn công và đo độ xếp hạng trong đó có một thằng nhóc nhà giàu dùng viêm lửa cậu con trai thứ hai của công tước diamut mút mới 11 tuổi pháp lực đã hạng c đúng là thần đồng nhưng lúc dích nhìn quả cầu lửa tên nhóc này tạo ra sao mà bé thế khác hẳn với con nhóc lô chuyên nướng cậu bằng mấy quả cầu lửa to khổng con miệng nó lồ sao cùng một sức mạnh mà trên lệch nhiều thế không biết cuối cùng cũng đã đến lượt dích thầy trắc nghiệm khuyên cậu nên từ bỏ vì kết quả đo pháp lực quá kém ép trừ thì làm nên trò chống gì đã thế tuổi còn cao rồi nữa chứ pháp lực cần được rèn luyện từ khi còn trẻ nếu không sẽ rất khó phát triển sau này dích lúc này vẫn chưa nhận ra được năng lực khủng bố của mình cậu chỉ biết là trong hai năm qua cậu đã rất cố gắng dù có đấm bao xì lam đến chảy máu tay có bị nướng cháy thịt cậu cũng chưa từng từ bỏ cậu tụt hậu lớn tuổi thật nhưng bắt đầu muộn thì có gì là sai nghĩ đến đâu dích ức éo chịu được cậu tung một cú đấm xì lam bác màu lục vỡ te tua bay thẳng con mợ nó ra ngoài phòng khảo nghiệm cậu chứng tỏ cho tất cả những người ở đây thấy tụi bay khinh thường nhầm người rồi mặt ai cũng há hốc trong buồn cười vê lù tên công tử thấy màn trình diễn viêm lửa của mình lúc nãy bị làm cho lu mờ thì vô cùng bực tức đến bài khảo thí tiếp theo muốn phục thù cũng éo có cơ hội để gỡ gạc dích thi triển phép phòng thủ vô cùng xuất sắc đến giáo viên cũng phải há hốc giáo viên tăng phép tấn công tạo giới lên cấp 5 nhưng cũng không xi si nhê gì với cậu điều đặc biệt hơn là dích chỉ thi triển phép tạo giới cấp 1 để đỡ nữa chứ một trận nổ oanh liệt diễn ra khiến cả cấp trên phải phi ngựa đến để kiểm tra anh ta không tin được những gì mình vừa được nghe báo cáo đây là trò đùa mới nổi nào đó ở trong bang hội hay gì đã thế lại còn là một ông chú 32 tuổi từng làm tiếp tân cả chục năm nữa chứ Dít lúc này đã trải qua xong phần thi viết của mình với số điểm tuyệt đối mặc dù bị ép trừ pháp lực nhưng thôi cũng có tiến bộ hơn so với mấy năm trước tên nhóc công tử phờ dít đến tìm cậu ăn vạ vì đã phá hỏng màn trào sân ngoạn mục của tên nhóc chị gái nó Angelica là hiệp sĩ hạng nhì của đoàn hiệp sĩ vương quốc còn ra hỏi tội cậu vì làm cho nó khóc nữa chứ hiệp sĩ hạng nhì có lẽ ngang tầm với một mạo hiểm giả hạng b hạng b là hạng mà có thể một mình hạ cả một quái vật cấp cao luôn ấy chứ Zip đang yên đang lành bị gọi là ông chú 40 tuổi mà muốn khủng ôi vấn đề tuổi tác vấn đề nhạy cảm của lứa người già chị gái của phở Zip muốn thách đấu cậu vì đã làm thằng nhóc khóc Zip không hề biết về quy tắc thách đấu cậu vô tình nhặt găng tay cho cô gái lên và nó nghiễm nhiên được coi là một lời chấp nhận thách đấu quả nhiên là phiền phức mà Zenette khuyên Dick nên nhẹ tay với cô gái chút. Dick méo hiểu lắm cậu đây chỉ vừa mới đăng ký làm mạo hiểm giả hạng ép làm sao mà đấu nổi chứ. Ông anh cứ giấu nghề hoài. Dick vô cùng lo lắng cái mạng nhỏ của mình sẽ bị ngỏm củ tỏi mất. Zenette thấy cậu càng lúc càng có vẻ mất bình tĩnh nên khuyên cậu nhớ lại những kiến thức hai năm vừa rồi để chiến thắng. Thế nhưng Dick trong đầu chỉ toàn cái gì không? Mấy cái ký ức hai năm vừa qua chỉ khiến cậu thêm buồn nôn chứ chả có tí gì gọi là an tâm hết. Còn căng thẳng thêm thì có. Thế nhưng Dick cũng có tí gọi là thêm động lực chiến đấu một tí trận đấu giữa hai người nhanh chóng bắt đầu angelia lúc đầu còn định muốn nương tay với cậu cái tốc độ của cô cũng nhanh phết không hổ là tia chớp của cả nước nhưng ai ngờ so với dick thì chậm như rùa còn chẳng bằng tốc độ cậu chạy đi dạo buổi sáng mỗi ngày angelia thấy bất ngờ vì kẻ hạng ép như dick lại có thể bắt kịp được tốc độ của cô số người có thể phản ứng kịp thời với cô là rất ít ngay cả hiệp sĩ hạng nhất cũng khó có thể làm được angelia quyết định đánh thêm một đòn nữa dick thấy khó hiểu vê lù cái tốc độ chậm hơn rùa này mà cũng xưng danh được ở quốc gia này sao con ông cháu cha dược nhét vào hay gì dích vẫn không chịu tin là mình mạnh chẳng may lúc tấn công angelia lỡ vấp phải cục đá chiêu cụ rùa hồ gươm của cô bỗng nhiên trở thành vòng xoáy kiếm vô cực dích méo nhìn kịp được cậu vô cùng hoảng may mà đòn đấy né được chứ không tưởng chết chiêu gì mà không nhìn được động tác kinh thế không biết angelia được một pha ăn may thở phào nhẹ nhõm may mà tên đần này không phát hiện ra cô vấp cục đá chứ không quê chết angelia đổi chiêu nhanh hơn lần này tốc độ gấp 3 lần so với trước nhưng dích vẫn thấy quá chậm cậu nhẹ nhàng né được khiến Angelia vô cùng nghi ngờ năng lực bản thân. Trận chiến cứ NGUOI đánh người né, Angelia kiên trì tới cùng. Lần này cô lại vấp đá thêm lần nữa nhắm thẳng vào hàng họ ông anh, Dịch bị bất ngờ vội vàng tấn công không kiểm soát được sức mạng đấm thẳng từ trên xuống, ông anh bá quá đất lõm mẹ xuống luôn. Angelia lúc này mới hoàn hồn, may mà cô vấp ngã chứ nếu không hứng chọn cú đấm đấy thì còn gì là người với ngợm. Rốt cuộc tên này là ai cơ chứ? Ai mà tin được tên này lại là mạo hiểm giả cấp ép? Dít bước tới gần Angelia sợ quá phải đầu hàng, làm người hầu cũng được cô sợ chết lắm rồi. Cô nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường, mặc kệ tên Dít thắng hay thua, Zenete nhắc cậu đến xem kết quả vòng đấu. Ngài Bô rốt tôn với những tiền bối đã dạy cậu cũng sẽ đến để xem tình hình của Dít, biết phải gặp lại mấy con người kinh khủng đó Dít vô cùng đau khổ. Tập 2. Rất nhanh chóng Dít đã biết được kết quả của mình, pháp lực được gửi đến từng phiếu dự thi. Với cái sức mạnh khủng bố kiểu đấy hạng S còn qua chứ đừng nói gì đến hạng F, lại thêm một đứa con trai nữa nhà mút đến tìm đến Dích vừa tiễn được đứa con út với đứa chị cả thì lại thêm một thằng anh cả tên này là jatter jatter dường như chỉ quan tâm đến genette với bộ loa khủng bố chiêu trò tán gái còn thua xa ông chú trung niên này đúng là một tên đào hoa xến dện genette bị jatter sờ tay sảm sỡ dích thấy tên này thất lễ với genette nên không thể nhìn được nữa cậu chắn trước mặt cô ngăn cho tên jatter tiếp xúc với cô thấy một tên thăng cấp hạng F tập sự mà cũng dám đứng cản đường mình tán gái đúng là to gan ở cái tuổi đó mà vẫn còn dậm chân tại hạng F thì đúng là thất bại Zatter dù mới 25 tuổi thôi nhưng hắn ta bây giờ đã là hạng A và là giám khảo của trận đấu thứ hai. Với trình độ và thực lực như vậy hắn hoàn toàn có quyền được vinh váo. Nghĩ như thế là đã đủ khiến Genette đổ đứa đừ đừ bỏ cái tên tầm thường hạng F như dích và đi ăn tối như hắn. Ai ngờ Genette lại từ chối hắn một cách thẳng thường. Đã thế cô còn ôm lấy cánh tay của dích để chọc tức hắn nữa chứ. Dích đột nhiên được nâng niu cả vườn bưởi trong tay sướng dân cả người nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Tên Jatter không la liếm được gái liền tức giận chút lên đầu dích. Cứ chuẩn bị tinh thần rồi hắn sẽ cho dích biết thế nào lễ độ cũng không biết ai mới là người bị ăn hành nữa, sau khi tên Rater đi, Zick cũng xin lỗi Genetta vì đã tự tiện gọi cô là bạn gái. Thế nhưng Genette rất biết ơn cậu vì đã cứu cô lúc đó, Zick được khen ngượng đỏ cả mặt, tối hôm đó Rater cay quá phải đi uống rượu giải sầu. Lúc này thằng em trai Ferzit và đứa em gái Angeli Aqua Zatter đến tìm hắn khóc lóc kể về việc bị Zick hớt tay trên với bị Zick dần cho một trận như từ. Đã thế còn không quên thêm ít mắm dặm ít muối nữa chứ, thế là Rater lại có thêm lý do để dã cho Zick một trận. Hôm sau, một người tự xưng là người phụ trách vòng thi thứ hai của Jick đến để hướng dẫn cậu. Anh ta là người phụ trách những mạo hiểm giả từ số 4.200 trở đi. Jick vô cùng cảm kích con số tử thần 4.242 của mình. May mà không phải gặp thằng điên tóc vàng hoe hám gái kia. Người phụ trách của cậu tên là Lazote. Anh ta vô cùng hâm mộ Jick vì lại có thể đủ dũng cảm để trở thành mạo hiểm giả ở lứa tuổi muộn như thế. Lazote bắt đầu làm mạo hiểm giả từ năm 24 tuổi thế nên anh ta vô cùng hiểu nỗi lòng của Jick. Những người như họ phải có khát khao vô cùng mạnh mẽ mới có thể bước tiếp được. La Te giờ đã 40 tuổi nhưng để thực hiện ước mơ anh ta phải lên được hạng A, mất gần 20 năm nhưng anh ta mới chỉ có thể lên được hạng B. Dù rất khó nhưng anh ta không hề muốn từ bỏ, hai người chung chí hướng bắt tay nhau thành anh em. Hẹn cuối giờ làm chầu bia kết nghĩa, đúng lúc La Te ra về thì đột nhiên bị tên Jatơ gọi lại. Nhìn là biết không có gì tốt đẹp rồi, quả nhiên một lúc sau thông báo đổi giám khảo được đưa tới. Giám khảo La Te đã bị ốm, người mới được đưa đến là tên Jatơ hôm qua, lúc này Zik mới biết tên Zatter này có dây mơ dễ má với Angelia và tên nhóc Phở Zit. Zatter vô cùng nổi tiếng, hắn là con trai nhà quý tộc danh tiếng. Một thiên tài 17 tuổi đã đạt hạng A mệnh danh là ngàn chiêu thức, nhưng anh ta có một biệt danh nữa là kẻ hủy diệt hạng F. Nghe nói mỗi năm tên này đều chọn một thí sinh để hành hạ cho vui, Zik nghe là biết mình là nạn nhân năm nay rồi. Cậu trở nên vô cùng lúng cuống và lo lắng, đối thủ là hạng A nhỡ thua kiểu méo gì về cũng bị mấy ông thầy phạt gấp ba lần. Nghĩ đã muốn ngất rồi, Zenete động viên Zik nếu như tất cả những điều người khác nói là phủ định cậu nghĩ cậu không làm được khiến cậu tự ti thì Genetta sẽ nói những điều ngược lại cô tin là Zik có thể chiến thắng lời nói của cô cũng sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Zik Zik rất mạnh và cô tin cậu có thể chiến thắng được tên tóc vàng hoa người xịt đầy nước hoa đấy Zik dường như không còn lấn cấn nữa đột nhiên một tên nhóc thần bí đến đòi xem bói cho Zik phá hủy không khí ngượng ngùng này Zik nghe đến xem bói thấy cũng có chút hứng thú cậu đi theo tên nhóc bí ẩn ngồi vào ghế được chỉ đúng lúc cậu ngồi xuống thì trên ghế phát ra ma thuật dịch chuyển Dít lập tức bị dịch. Chuyển đi nơi khác, thằng nhóc bí ẩn đó là phờ Dít đứa bị dịch hớt tay trên màn ra mắt. Lúc nó đang dương dương đắc ý thì Genette bằng một tốc độ nhanh như cắt túm lấy cổ áo nó để hỏi tội. Sức mạnh của cô kinh khủng đến mức phờ Dít chưa giữ bí mật được bao lâu đã phải khai hết ra. Phép dịch chuyển là phép khó nhất thế nên dù là thiên tài như nó cũng chỉ có thể dịch chuyển được ra hơn 100 mét là cùng. Lúc này Dít còn chưa hiểu sao mình đang đứng ở phía sau hội trường thì một đám to con vật vã đã bao vây lấy cậu đòi cho cậu làm công chúa ngủ trong rừng đây chính là đám cận vệ của nhà bọn tóc vàng hoe kia bọn chúng làm thế để cản cậu tham gia cuộc thi đúng là trò dơ bẩn không biết xấu hổ cả đám này đều là hạng a hạng b hết Zip đang méo hiểu làm sao mà chơi nổi với lũ này đây đúng lúc này mấy ông thần tiền bối của cậu xuất hiện Zip niệm phật trong lòng miệng luôn rồi Zip muốn lừa thầy cho qua chuyện để cứu tính mạng bọn danh này nhưng ai ngờ lũ này không tin tên to con cởi trần vỗ một phát kiếm vào người thầy cậu kiếm liền vỡ tan nát đấm thì xương tan tay phế chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thầy cậu đã chữa lành cho hắn rồi một tên óc siêu khỏe có trí tuệ lại biết nói chuyện còn biết dùng mọi phép thuật hỗ trợ bậc quỷ hiền boton ashot một tên lai like giữa người lùn và ép tóc vàng hoe lúc nào cũng sùng ống ống thợ rèn vũ khí giỏi nhất thế giới sử dụng công nghệ đi trước nghìn năm xả một phát là chết cả lũ đó chính là công xưởng nghìn năm miết một con nhóc tóc đỏ mà cả rồng nổi khùng cái là nướng sạch cả lũ pháp sư mạnh nhất ma đồng hủy diệt alisez daquy cả ba đều là những mạo hiểm giả hạng s thuộc tổ đội huyền thoại mạnh nhất lục địa quy tụ toàn những mạo hiểm giả hạng s orjia confit lão quản gia không ngờ có một ngày mình lại được tận mắt chứng kiến những con người huyền thoại giờ mà nghỉ hưu đắp chiếu cũng cam tâm ali sedet lúc này vẫn đang dùng lửa chơi đùa với cả đám vô cùng vui vẻ genette thì đang nắm lấy cổ áo tên phờ Zip để hỏi tội nãy cô chẳng may không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã thôi bay cả tòa lâu đài với bắn thằng nhóc kia vào tường đúng là Jeanette ta có khác may mà zit quay về kịp không thì cô đã xử đẹp tên kia rồi giám khảo la do te bỗng chật vật bước tới chỗ hai ngui anh ta đã bị tên jatter đánh tay tua rồi báo cho người ngoài là bị ốm lúc đó la do hoàn toàn không thể chống cự được hắn ta lấy ước mơ của la do ra để sỉ nhục anh ta ước mơ của la do là xây dựng một ngôi trường cho trẻ nghèo muốn học hỏi để trở thành mạo hiểm giả giáp tơ đã đánh la do và thổ phỉ anh ta không thương tiếc đã nghèo lại còn đòi leo lên cao nếu được dạy bởi một kẻ hạng bét thì chỉ tổ tạo ra có những kẻ hạng bét tên đó vừa tra tấn vừa sỉ nhục la do anh ta dù uất ức nhưng lại không thể phản kháng nó làm anh ta nghi ngờ chính bản thân mình Dịch không thể tin vào những điều mình vừa nghe nó thực sự đã chọc điên cậu bị trà đạp nỗ lực và đam mê, bị loại một cách bất công. Hóa ra đó là những điều mà thằng khốn tóc vàng hoe đó đã làm với mọi NGUOI, cậu sẽ thổi bay thằng khốn vinh vào đó. Tập 3. Tên giá Tơ đang rất tận hưởng việc tra tấn tinh thần những mạo hiểm giả cấp F, một mạo hiểm giả có 4 năng lực cơ bản: thể chất, kiểm soát cơ thể, lượng pháp luật và kiểm soát pháp lực. Bốn yếu tố này có thể ảnh hưởng vô cùng lớn đến năng lực của một mạo hiểm giả. Giả dụ như sinh viên hạng F kỹ năng hoàn toàn khác so với giám khảo hạng A riêng đối với Zik thì chỉ số cái gì cũng level max riêng lượng pháp lực là ít vô cùng tận đừng bao giờ khinh thường người già rất nhanh chóng người cũ người mới của dịch đã đụng mặt hai bộ loa siêu khủng đụng mặt nhau đúng là vô cùng xấu hổ genette dù alisa đến ngồi cùng với mọi người alisa khá lo lắng vì giám khảo của Zik là hạng a thế nhưng có vẻ như không ai trong hội này lo lắng cho dịch thằng nhóc phờ Zik và angelia cũng đến xem anh trai mình xấu mặt tên jatter vẫn rất là vênh váo hắn tự cho mình là đúng khi đi hành hạ những người khác với hắn đó là dân tầm thường không xứng với một người cao quý và thiên tài như hắn dích không muốn thua tên này hắn chỉ làm mạo hiểm giả vì sở thích chứ không hề có đam mê tên này không xứng với ba chữ mạo hiểm giả dích phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh không vỗ cho tên này chết tươi Raster cứ nghĩ mình con ra đòn tạo giới cấp 3, một vụ lửa bùng nổ thẳng về phía dích thế nhưng dích vẫn đứng im như phỗng với dích đó có khi còn chẳng phải đòn tấn công bốn năng lực liên quan đến mạo hiểm giả trong đó có lượng pháp lực nếu không rèn từ trẻ thì rất khó mong đợi phát triển sau này muộn nhất cũng phải 20 tuổi nhưng dích lại bắt đầu khi đã 30, vì thế lượng pháp lực của cậu rất ít thứ cuối cùng mà cậu có thể dựa vào chỉ có thể là cơ thể mình lần đầu tiên mới lên núi đã phải vác hai quả tạ mỗi quả 100 cân trên chân đi loanh trong rừng vừa đi vừa đánh quái mục đích chỉ để rèn luyện triệt để ba yếu tố còn lại ở mức cao nhất thể chất thì do botton rèn luyện kiểm soát pháp lực thì do Mizet còn luyện kiểm soát cơ thể là znette còn alex chỉ cùng dích chơi mấy quả cầu lửa khổng lồ nếu lơ là, là thì bị hóa cho như chơi suốt hai năm lúc nào dích cũng luyện tập không ngừng nghỉ để đến bây giờ cậu đã trở thành hạng s giống như các tiền bối mỗi tội cậu lại không nhận ra điều đấy. Tất cả là do tiền bối suốt ngày lừa phỉnh cậu để cậu luyện tập thêm, đúng là không bao giờ tin PT. Dân tập gym đồng cảm hơn bao giờ hết, Giá tơ biết được điều này chắc buồn lắm, vẫn đang ở dưới khoa tay múa chân. Cho dù tên này tung ra bao nhiêu đòn đi chăng nữa dích vẫn đứng vững như tượng, cậu thậm chí còn chém đôi tảng đá chui ra như tôn ngộ không đến chém chết mấy con hồng hài nhi. Giá tơ thấy tên này sống dai như đỉa định ra một đòn cho cậu bay về trời, ai ngờ dích chỉ cần đấm một phát hắn liền bay ngược ra sau. Jatter vì dựa vào tài năng thiên bẩm quá nhiều nên lơ là việc luyện tập, đúng là lượng pháp lực rất lớn nhưng những thứ khác thì quá qua loa. Đối thủ cỡ này mà cậu cũng thua thì đúng là nhục mặt hai năm luyện tập. Jatter lúc này đã bắt đầu nghiêm túc, cậu ta tung ra một đòn niệm phép đầy đủ. Thế nhưng Zik vẫn có thể hóa giải được trong phút mốt, mấy cái trò mèo này cậu còn không cần tới phép để kháng. Zik đã tinh lọc pháp lực với độ chính xác cao nhất để phòng thủ. Cậu chỉ cần sử dụng một phần 100.000 lượng pháp lực của đối thủ, tuy pháp lực ít nhưng Zick có độ chính xác cao trong việc kiểm soát. Jatter vẫn không tin vào mắt mình, rít đấm cho hắn một phát khiến hắn phải dùng phép tăng cường để phòng thủ lúc này Zater cũng đã nhận ra tên này năng lực không phải hạng e bình thường nhưng tên này vẫn không chịu công nhận năng lực của rít vẫn nghĩ là do cậu ăn may nên mới né được căn bản là do lượng pháp lực của rít quá ít ỏi làm sao hai năm mà có thể mạnh lên như thế được rít nghe mà muốn giết chết tên này suốt hai năm qua cậu phải chịu hành hạ biết bao nhiêu lần thậm chí có lầm còn chết botton phải dùng phép để hồi sinh cơ thể cậu mạnh lên qua các lần vượt qua giới hạn lặp đi lặp lại giữa kiệt sức và phục hồi chứng tỏ rít đã vô cùng nỗ lực chết hết lần này đến lần khác lần nào cũng do mấy ông bà tiền bố này đúng cậu chết đi sống lại. Cậu vượt qua tất cả nhờ có ước mơ của mình, ước mơ của cậu là đánh bại con quái vật mạnh nhất thế giới. Kaiser Asa quái vật tối thượng xuất hiện trong truyền thuyết Yamato, đó cũng là mục tiêu cuối cùng của Ojiha Confit. Zatter chỉ coi chuyện đó là chuyện cổ tích của trẻ con, hắn thi triển phép tạo hóa cấp 7 trói dích lại, sau đó triệu hồi một phép niệm chú tạo giới cấp 8. Phép mạnh nhất của hắn cũng như của con người tạo ra một con quái vật bằng rễ cây, Zik dùng một đòn e shot cấp 1 để đối phó với tên Zatter. Một đòn mà kẻ thù chỉ luyện có vài lần, còn Zik dù đòn của cậu là đòn cấp thấp nhưng cậu đã luyện nó cả trăm triệu lần, chỉ cần đâm thẳng xuyên thủng là được. Hai sức mạnh ngang ngửa nhau va và chạm vào nhau, con quái vật của Zatter dần dần bị nứt vỡ và bị thổi bay. Zatter bay thẳng từ sân lên khán đài ngất trên cành quất con miệng nó luôn, chiến thắng thuộc về người có ước mơ khỏi phải nói, mọi người ai cũng mừng cho chiến thắng của cậu. Zik dường như đã nhận ra được sức mạnh của mình, cậu rất biết ơn những người đã dạy mình tròn suốt hai năm qua. Jatter tỉnh dậy vẫn không cam tâm, một thiên tài như hắn sao có thể thua một kẻ tầm thường được chứ? Giết cho tơ lời khuyên, trước hết hắn nên tập trung vào hoàn thiện một kỹ thuật của riêng mình. Jatter không nói gì, nhưng kỳ thi thăng hạng tiếp theo chắc chắn hắn sẽ thắng tên già này. Ba anh em nhà họ sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Hôm công bố kết quả, Rick đứng đợi nghe đến số báo danh cầu mình, cậu vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả hôm đầu. Tập 4. Rick hồi tưởng về chuyện hồi bé, hồi bé cậu rất thích chuyện cổ tích Azato trang mạo hiểm giả azato trong đó đã chiến thắng một con rồng mạnh nhất thế giới là kaiser lúc đó dick đã nghĩ nếu cậu cũng đánh bại kaiser akasa cậu sẽ có kho báu để thực hiện mọi ước mơ nhưng hồi đó cậu đã không làm được cậu đã tin rằng rồi trong số những đứa trẻ muốn trở thành mạo hiểm giả sẽ có nguoi muốn chinh phục kho báu đó và đạt được ước mơ thay cho cậu bố mẹ của dick không ủng hộ làm mạo hiểm giả với họ đó là một công việc nguy hiểm và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào bố mẹ cậu muốn dick làm một công việc ổn định trong quá trình kiểm tra sức khỏe dick được phát hiện ra bản thân có một kỹ năng đặc biệt cậu vô cùng vui mình khi bản thân có thể trở thành người giống với Azato trong truyền thuyết. Chờ đến khi nó bộc phát cậu sẽ kể cho bố mẹ nghe, thế nhưng dích chờ mãi chờ mãi kỹ năng của cậu cũng không bộc phát. Người ta nói cũng có những trường hợp tìm ra kỹ năng nhưng nó lại không bộc phát trong quá trình trưởng thành, dích không còn cách nào khác đành phải từ bỏ giấc mơ trở thành mạo hiểm giả của mình. Cậu được nhận làm tiếp tân tại hội Tiger Zot. bố mẹ ai cũng vui mừng thế nhưng dích lại không như thế. Cậu vẫn cố gắng mỗi ngày hy vọng bản thân có thể bộc phát sức mạnh, cứ thế thời gian trôi qua chục năm trời, đến cả khi cậu già và bố mẹ đầu đã hai màu tóc. Có những lúc dích đọc lại quyển truyện cổ tích cậu vẫn vô cùng nuối tiếc, cho đến một lần. Quái vật xuất hiện ngày càng nhiều trong thành phố, mọi thứ trở nên vô cùng bận rộn. Bạn của cậu rát cũng đã thăng cấp lên mạo hiểm giả hạng B, dích không ghen tị là nói dối. Cậu chán ngấy với việc ngồi mưa oi 4 năm làm đi làm lại một công việc lắm rồi, một công việc thu nhập ổn định không có gì phàn nàn nhưng đó lại không phải là ước mơ của cậu. Đúng lúc dích đang say rượu khước cần câu thì đột nhiên một con quái vật xuất hiện, một cô gái đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của nó. Dích không ngần ngại mà chắn trước mặt để cứu cô, lúc này cậu mới nhớ ra mình làm méo phải mạo hiểm giả. Thôi xong cái chết vì gái là cái chết tê tái, may mà người cậu gặp lại là Zenete. Cô chỉ cần vài nhát đã có thể đơn giản giết chết con quái vật khổng lồ, người được cứu giờ lại thành người đi cứu. Lúc biết được Zenetta là mạo hiểm giả hạng S cậu đã há hốc mồm, hạng S là những mạo hiểm giả siêu mạnh đến nỗi được quản lý trực tiếp bởi trụ sở chứ không qua bang hội. Cậu không ngờ mình may mắn đến nỗi gặp được những người trong huyền thoại, Dích không từ cơ hội hỏi Geneta. Cậu muốn bắt đầu lại nhưng giờ đã 30 tuổi nên cậu cũng không biết có được hay không. Zenetta cho rằng qua vụ việc cậu cứu cô không mà nguy hiểm vừa rồi đã chứng minh cậu có lòng can đảm tối quan trọng của một mạo hiểm giả, nhưng lượng pháp lực của cậu thì quá nhỏ. Ở tuổi này lượng pháp lực thậm chí còn không thể tăng trưởng được, mạo hiểm giả cần một lượng pháp lực nhất định trở lên nên cô buộc phải khuyên cậu rằng chuyện trở thành mạo hiểm giả bây giờ là không thể. Dịch dường như cảm thấy nhẹ nhõm, được một NGUOI cấp cao khuyên như thế cậu cũng cam tâm từ bỏ rồi. Cậu muốn rủ cô đi ăn lần tới, không ngờ Genette lại đồng ý ngay tắp lự. Quả nhiên có vitamin gái vào có khác, đi làm phấn khởi sởi lời hẳn. Dick vô cùng hào hứng khi được ăn tối với một cô gái dễ thương như thế, ai ngờ trên đường đi cậu lại gặp một đám quát vật. Lúc này Genette đang tự mình xử lý chúng, quả nhiên là công chúa máy chém chỉ cần vài cây kim là đã có thể xử đẹp bọn quái vật, khiến chúng nổ banh xác không còn gì, thế nhưng Genette lại đột nhiên mất kiểm soát và suy sụp. Con quái vật nhân cơ hội xông lên tấn công, may mà có rát và đoàn đội của anh ta giúp đỡ hai người. Phép tạo giới cấp 4 của cậu cũng có thể cầm chân được chúng, lúc này dích mới thực sự cảm thấy ghen tị, nếu như cậu là mạo hiểm giả thì cậu đã bảo vệ được Genette. Genette như vậy là bởi vì gần đây có một con rồng, cơ thể của cô sẽ bị sang chấn khi tiếp xúc với pháp lực của rồng, cô sẽ không thể kiểm soát được pháp lực, quả nhiên một con rồng khổng lồ bay lững thững trên trời. Bảo sao gần đây thành phố nhiều quái vật, bọn quái vật đang phải chạy trốn khỏi con rồng. Theo quy tắc của mạo hiểm giả, khi gặp rồng thì những người dưới hạng Doi A phải chuồn là thượng sách, một đứa trong hội của rách vô tình chọc điên con rồng nó lập tức tạo kết giới nhốt tất cả mọi người vào trong dick biết là mình chắc chắn sẽ chết nhưng cậu vẫn đứng lên chiến đấu ít ra cậu cũng có thể chết như một mạo hiểm giả đó là cuộc sống cậu luôn mong muốn chính dick đã khiến mọi người thêm ý chí chiến đấu tới cùng với con rồng mặc dù trước sức mạnh áp đảo họ hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài nằm đo ván dick đứng lên hết lần này đến lần khác cậu chiến đấu vì giấc mơ của mình nhưng cậu lại bị chính con rồng giẫm nát bét ngay lục cận kề cái chết kỹ năng của cậu được bộc phát dick có thể một tay nhấc được cả đôi chân nặng cả tấn của con rồng lên pháp lực của cậu tràn ra đến mức có thể nhìn thấy được. Cuối cùng thì pháp lực cậu bản thân cũng đến, muộn quá đấy. Dù mới xuất hiện nhưng cậu đã có thể sử dụng một cách thuần thục, con rồng há mồm bắn một quả cầu lửa về phía cậu, giết dùng sức mạnh tạo thành màn chắn rội ngược quả cầu lửa lại về phía con rồng, khiến nó bị thổi bay cái đầu trong sự kinh ngạc của mọi NGUOI. Ai cũng không thể tin được người hạ được con quái vật đó lại là NGUOI thậm chí còn không phải mạo hiểm giả, giết sau đòn đấy cũng lăn quay con gà quay. Lúc cậu tỉnh lại bản thân đã nằm trên giường được Geneta chăm sóc, toàn bộ pháp lực trong NGUOI cậu đều đã bị phá hủy gần như không còn gì. Cậu thậm chí đã ngủ một tuần, suốt một tuần đó Zenetta luôn ngồi chờ cậu. Cô chờ cậu tỉnh để có thể mời cậu đến với tổ đội Oziha Confit của cô. Họ đều có một mục tiêu giống nhau là đánh bại con rồng Kasser Afielet. Và Zik có một đặc điểm là cậu không hề bỏ cuộc chiến đấu chỉ với lòng quả cảm, thì chắc chắn cậu có thể trở thành một mạo hiểm giả vô cùng mạnh. Đây là lần đầu tiên Zik nghe được một câu khẳng định, cậu xúc động đến phát khóc. Có lẽ ước mơ trở thành mạo hiểm giả của cậu sẽ trở thành hiện thực, và sau 2 năm dích thực sự cầm được chứng nhận mạo hiểm giả, cậu đã thành công vượt qua vài kiểm tra sau bao khó khăn nỗ lực. Tập 5. La Jote sau một thời gian nằm viện cũng đã hồi phục, anh ta vẫn muốn được làm một chầu bia với dích. Hai người hẹn nhau đến nhà của dích, thế nhưng La Jote không hiểu lắm tại sao dích lại dặn cậu mang theo trang bị mạnh nhất. Đi đi mãi cuối cùng mới thấy được chỗ dích sống, không biết có nhầm địa chỉ không mà vừa sâu tít trong rừng. Vừa như là lâu đài của ma vương, thế mà bên trong khác hẳn so với bên ngoài, cũng không có con quái vật nào xung quanh tất nhiên là vì có con nào dám bén mảng đến đâu mà chẳng qua dích bảo cậu mang vũ khí là vì đỡ phải vào quan tài ngồi thôi bước vào lâu đài chào đón la do ngoài genetta ra còn có nhóc alice con nhỏ đùng một cái triệu hồi ra phép thuật cấp 7 bắn thẳng về phía la do te la do tưởng đâu quả này mình chết rồi may mà có dích cứu trợ đẩy quả cầu xét sang chỗ khác một bên tường tòa lâu đài bị phá hủy mịa luôn alice chẳng qua bực tức vì dạo gần đây dích không chịu chơi với cô vì bức tường đã bị phá hủy genetta quyết định sẽ giảm khẩu phần ăn của alice tương ứng với chi phí sửa chữa nghe đồ ăn bị giảm alit tái mét cả mặt sống mà không được ăn uống thì còn gì ý nghĩa nữa zip đành phải ra chơi với con bé một lúc cho đỡ rách việc la do te trong lúc đó được đưa vào phòng để nghỉ dưỡng cậu ra nói chuyện với mi z về đống súng ống của anh ta được mi z cho thử khẩu đại bác mới sáng chế hỏa lực mạnh về lù la do te ửa bóp cò thì bị giật mạnh ra đằng sau con hình nhân bị nhắm tới cũng nổ tung thứ này mà sản xuất hàng loạt chắc chiến tranh thế giới nổ ra miệng mất la do te thẫn thờ đi quanh lâu đài đây rốt cuộc là nơi gì vậy lúc này cậu đến một căn phòng nơi Boton đang đọc sách, thật bất ngờ là số sách trong này Boton đã đọc gần hết. Chẳng qua dạo này bận huấn luyện cho Dick nên số sách chưa đọc vẫn đang tăng dần lên, La Jote vô cùng hứng thú với việc được huấn luyện. Ánh mắt của anh ta kiên định y hệt Dick vậy, thế nên Boton mới đồng ý cho huấn luyện cho anh ta. Lúc biết được tin La Jote đã đi theo Boton xuống phía sau núi để huấn luyện Dick hốt cả hền, nghĩa mãi mới kết được bạn đừng có mà huấn luyện đến chết cả bạn cậu chứ. La Jote cũng giống như Dick hồi đấu, vác theo hai quả tạ mỗi bên 100 cân chạy nhong nhong khắp cả rừng lúc cậu tưởng sắp rơi xuống vực chết tới nơi rồi thì lại rơi vào một thứ mềm mềm hóa ra là con lợn rừng genette đang đi săn cho bữa tối miệng ăn hết đống khổng lồ này đúng là quái vật nhìn qua cái tạ genette cũng đã biết được đại khái tình hình la do te đang đeo hai quả tạ đứng trên vách đá thì bị botton đẩy phát xuống vực men chết không bất ngờ lắm dù sao botton cũng là người khiến dick chết nhiều nhất la do te nghe xong té mét cả mặt ôi không ngờ lại tự mình chui đầu vào giỏ sau một buổi huấn luyện cậu ta còn sống là tốt lắm rồi có ba câu của ojiha con fit mà không nên tin đó là tôi sẽ nhẹ nhàng của Boton, thôi không chơi thế nữa của Alice, và sẽ nghiêm túc đấy của Miz. Chuyện chết đi rồi được hồi sinh là chuyện bình thường. Ôi cái tổ hợp yêu ma quỷ quái này, Lazote sau một ngày dài cuối cùng cũng hớp được hụt nước. Thấy Jeanette tốt như thế, Lazote cũng động viên dích tán cô đổ. Dù sao vợ Lazote cũng kém anh ta tận hai chục tuổi. Quan trọng là kỹ năng và thời điểm. Nếu tình cảm của cả hai mà hòa hợp thì tiến triển rất nhanh. Tối hôm đó mọi người dùng bữa với nhau. Tài nấu ăn của Genette quả nhiên là tuyệt đỉnh. La Zote tạo cơ hội cho Zik đi giúp đỡ Zenete. Nhân tiện bồi dưỡng tình cảm, La Zote hỏi mọi người về kỹ năng đặc biệt của Zik. Kỹ năng đặc biệt của Zik là loại cần điều kiện để kích hoạt. Bình thường Zik không quen dùng vũ khí lắm, cậu ta chơi chay mà đã ngang hạng S rồi. Nếu Zik kích hoạt kỹ năng của mình cậu thậm chí còn có thể vượt qua cả hội Ozihacon. Khi biết La là Zote làm việc cho Tổng hội Boton đã hỏi cậu ta về viên lục bảo ngọc từng xuất hiện trong truyền thuyết Yamato. Mục tiêu của tổ đội là đánh bại con rồng Kaiser, Lục Bảo Ngọc là sáu viên ma thạch đóng vai trò là chìa khóa cánh cửa dẫn đến xoắn ốc căn nguyên nơi Kaiser đang ngủ. Lục Bảo Ngọc sẽ hoạt hóa theo chu kỳ 200 năm, vào thời điểm chu kỳ này chúng sẽ phát ra ma lực khủng khiếp, là do te chưa có manh mối gì, nhưng cậu sẽ cố gắng tìm hiểu và điều tra cả ở bộ phận xử lý nhiệm vụ công khai xem như thế nào. Đúng lúc này Dịch trở về. Genette không thể giúp được gì, mọi thứ Genette làm đều quá hoàn hảo, chẳng có thời điểm nào để cậu ra tay. Đúng là khó tán gái nổi. Hôm sau Botton và Alice dẫn Dịch đi nhận nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ yêu cầu tổ đội có ít nhất 4 người và hai người hạng A trở lên. Nên bây giờ họ đang thiếu trợ thủ, Botton nhờ ông chủ tìm trợ thủ may mà có cô nàng dây đang làm lao công dọn dẹp kia cũng là một mạo hiểm giả. Cô cũng rất muốn nhận mấy vụ nguy hiểm, nhưng cái tổ đội này làm cô hơi nghi ngờ, mặc dù ông chủ cứ tâng bốc họ lên mây xanh nhưng vẫn không tin tưởng lắm. Dù sao vẫn còn hơn ở lại lau nhà quét nhà nên cô vẫn đi cùng họ, lần này hội dích đi là để tìm một loại ma thạch nhỏ có tính chất hút quái vật nên khá nguy hiểm. Cô nàng dây tưởng dích chỉ là một ông chú tụt hậu nên vô cùng oai phong lẫm liệt với hạng ép của mình. Đi mãi mọi người cũng đến được hang ổ của con quái vật. Đây là con wyver một dạng thần lần có cánh có họ gần với loài rồng. Nếu chúng mạnh thêm tí nữa cũng có thể ngang cấp với rồng. Tuy nhiên dù sao chúng vẫn vô cùng mạnh. Thế nhưng mạnh đến mức nào thì với boton cũng chỉ một đấm là xong tất. Dây cuống quýt hết cả lên. Weaver là lũ sống theo bầy đàn. Một con bị tấn công thì cảm đoàn sẽ kéo nhau ra hội đồng kẻ thù. Đã không có kế hoạch gì rồi đám wyver đó kéo đàn tới kiểu gì cũng chết bót ton thấy cô cứ lải nhảy cảm thấy rất nhức đầu bảo dích gô cổ cô ra chỗ khác chơi không khéo lại mất cái mạng nhỏ dích dắt cô đi ra xa chỗ của hai người để họ thoải mái tung sức quẩy nát mấy con quái vật cho chúng nó tập múa ba lê hết đúng lúc này một con rồng đỏ đáp xuống chỗ họ đây là con weaver có sức mạnh ngang ngửa rồng đến cả hạng a cũng phải chật vật lắm mới đấu được với một con dây muốn khuyên dích chạy đi trong mắt cô cậu chỉ là một ông chú hạng e nhỏ xíu không hơn không kém dích vẫn muốn đánh nhau với con quái vật để xác định lại sức mạnh của mình trong mắt nguoi không biết chuyện của cậu như dây hành động này chẳng khác nào là tự sát dây thấy dích như vậy cô cũng không muốn trốn chạy họ dù sao vẫn đang là một tổ đội nhưng dây chia kịp làm gì dích đã đấm bay mẹ đầu con quái vật rồi rồi sao lại bảo người ta hỗ trợ làm gì không biết từ hôm đó dây cứ mơ mơ màng màng giờ cô mới biết hóa ra con quái vật đấy có thể ăn được lúc này cô mới biết họ là những con người siêu mạnh hạng s nhờ có họ mà dây có thêm động lực để thăng cấp sau vụ săn rồng hôm qua nhóm dích tìm được một trong những viên lục bảo ngọc hồng hoa ở tận sâu trong hang ổ nếu cộng hưởng pháp lực của viên bảo ngọc này họ có thể tìm ra vị trí của những viên khác. Mizet lập tức triển khai pháp lực. Manh mối tiếp theo của họ là ở Hezatopia, một quốc gia nổi tiếng với đấu trường, nơi đất võ đánh nhau thùn thụp. Tập 6 400 năm trước Hezatopia là một quốc gia nhỏ với phần lớn diện tích là sa mạc. Quốc vương thứ tư Alexander đã cho xây dựng một đấu trường tại ngôi làng cun của Percy Tại đó các giải đấu đã được tổ chức. Quốc vương Alexander là người đã tay không chiến đấu và trở thành nhà vô địch bất bại trong 10.000 trận. Người muốn gặp ông kẻ muốn đánh bại ông cứ nườm nượp kéo đến từ khắp các lục địa. Từ lúc nào không hay heo Zatopia đã trở thành một cường quốc náo nhiệt. Zik và Genette cũng đã nhanh chóng tới đây để tìm tung tích về viên lục bảo tiếp theo. Khổ nỗi ngoại hình của họ lại không được chờ đón lắm. Đúng lúc này hai người gặp một cô gái đang bị quấy rối. Tên quấy rối là một đấu quyền sư, trong người thì mỏng như lá lúa mà cứ thích lên mặt với Botton. Botton cho một đấm là thành cún con ngay. Botton hỏi Goidon và misia về viên lục bảo, cả hai đều có cảm giác từng thấy một viên ngọc tương tự rồi. Thầy có hy vọng dích vô cùng phấn khích thế nhưng hai người không thể nhớ ra nổi mặc dù họ có cảm giác đã từng nhìn thấy một viên tương tự rất nhiều lần rồi đúng lúc này diễu hành thông báo đại hội quyền vương diễn ra đại hội quyền vương là giải đấu quyết định nhà vô địch giữa các đấu quyền sư mỗi năm có tới 500.000 khán giả đến xem NGUOI đi đầu là đương kim vô địch 5 năm liền và 3 năm liên tiếp kevin botton cũng công nhận trong hai người này có vẻ mạnh đúng lúc cả misia và godo đều bỗng nhiên hét lên viên ngọc sáng mà trưng được khảm ở đai dành cho các nhà vô địch mà kevin đang đeo là một trong những viên lục bảo Viên Vương Hoàng, Kevin đi trong sự tung hô của mọi người, mục đích là để khuấy động không khí cho cuộc thi. Dít tìm đến tận nơi để hỏi họ về viên đá quý, thấy Dít cứ lằng nhằng mãi không chịu vào chủ đề chính. Botton đến đâm thẳng xuyên thủng luôn, họ đến để đòi lại viên đá trên chiếc đai đeo, viên đá đó từng thuộc một thành viên trong tổ đội của họ tìm kiếm bấy lâu nay. Tất nhiên là họ có thể trả bằng viên đá giá trị tương đương, người khác có thể không biết chứ Kevin với chiếc mũi thính của mình thì cậu ta tin Botton. Tuy nhiên chuyện giao viên đá là không thể nào, chiếc đai này rất đặc biệt với Hezatopia, có thể coi nó là niềm tự hào quốc gia. Chính vì vậy cậu không thể giao ra được, chỉ có một cách để có thể có được nó đó chính là đứng trên đỉnh cao của đại hội quyền vương. Botton nghe vậy thì rời đi trong sự khó hiểu của mọi người. Sau khi cả bọn rời đi gã đàn ông áo trắng vô cùng tức tối, đáng ra lúc đó Kevin phải giã cho họ một trận mới phải. Thế nhưng Kevin là người rõ hơn bao giờ hơn, nếu làm thế thì cả hai NGUOI họ đều chết luôn rồi. Trước tiên là Genette phong thái không bình thường chút nào chắc chắn là một cao thủ đáng gờm, dích thì có cơ thể của người trải qua khổ luyện, và kẻ mạnh thực sự là Boton. Sức mạnh đó làm sôi sục ý chí chiến đấu của Kevin để lấy được viên ngọc hội dích phải trở thành đấu quyền sư tham gia đại hội và chiến thắng để có được chiếc đai. Họ sẽ phải tham gia vòng loại của hai miền đông tây của đất nước, sau đó vượt qua vòng đấu tròn giữa những người chiến thắng từ vòng loại. Boton lo miền đông còn dích lo miền tây. Gordon sẽ là người hướng dẫn cho hắn trước khi tham gia dích phải có được thẻ chứng nhận có đủ khả năng trở thành đấu quyền sư. Cái này thì dễ như đang rổ. Đối thủ của cậu là ngôi sao đang lên hiện đang bất bại ở vòng loại, tuy nhiên thì thắng thua cũng không quan trọng lắm cứ biểu hiện tốt là được ai ngờ dích lại gặp người quen ở đây ngôi sao đang lên mà mọi người nhắc đến lại chính là angelia nhìn tên từng là nỗi ác mộng của mình angelia tái mét cả mặt Giá tơ hay phờ không hề theo chân cô đến đây nghe mà dích thở phào nhẹ nhõm bài kiểm tra nhanh chóng bắt đầu không hiểu sao cứ gặp tên dích này là cô lại trượt chân ngã hóa ra không phải do cô bất cẩn mà đây chính là chiêu mà dích mới học được cuột chân đối thủ khi cố gắng đứng dậy khiến họ mất đi ý chí chiến đấu dù không đau về thể xác nhưng lại đau về tinh thần tốc độ quét chân của Zik nhanh đến mức cô không thể theo kịp được. Angelia quyết định giữ khoảng cách nhưng dù thế nào cô vẫn không thể né được. Cô không còn cách nào khác đành phải đầu hàng. Zik dễ dàng thông qua bài thử thách, thế nhưng đến cuối ngày Angelia vẫn không tha cho cậu. Cô không hiểu sao một ông chú như cậu lại cứ liên tục làm nhục cô. Zik thấy mình bị hiểu lầm bèn rủ cô đi ăn làm hòa. Thực ra cậu không hề có ý đó. Cả ba người cùng đến quán ăn mà cô gái cậu từng cứu Misia làm. Vì lý do riêng nên Angelia mới tới tận đây để trở thành đấu quyền sư. Zip muốn chiến thắng cũng không thể dễ dàng như vậy. Đầu tiên trong thời gian vòng loại 6 tháng chỉ những NGUOI có được 40 chiến thắng mới được đi tiếp. Người bình thường tối đa chỉ có thể thắng 10 trận một tháng, giờ vòng tiếp theo còn một tuần, trong một tuần mà thắng 40 trận là không thể nào. Nghe Angelia dài dòng mà cậu thấy khó hiểu, tưởng gì 40 trận với cậu cũng chỉ là mắt mũi. Zip nhanh chóng đi đăng ký đấu loại, đối thủ đầu tiên của cậu là git Abert, người bị đồn là hay sử dụng vũ khí trái phép. Nhìn qua thì có vẻ như không mang gì nhưng trong tên này rất gian xảo, hắn mang đá tăng lực ở trong đế giày sau đó ném áo lên người cậu dùng đá để đấm thẳng vào dích cuối cùng đấm xong NGUOI bị gãy tay lại là hắn dùng đá tăng lực mà không rèn luyện cơ thể tay bị gãy là đúng Dít thậm chí cần đấm một cú dùng sóng xung kích từ cú đấm sượt qua làm rung não đối thủ khiến đối thủ bất tỉnh đúng là đòn ảo ma canada trận đấu kết thúc trong sự bất ngờ của mọi người có vẻ giải năm nay vô cùng đáng xem đây tập 7. angelica nhanh chóng hoàn thành 40 trận toàn thắng và vượt qua vòng loại dích thực sự nghiêm túc về việc hoàn thành 40 trận trong một ngày mỗi địa điểm chỉ đấu được một trận một ngày thế nên cậu chỉ có thể ngày đi chục chỗ. Nơi xa nhất có khi cách cả 100 cây, trận đầu tiên của Dịch cách đây tận 30 cây. Cậu không có ý định đi xe ngựa, cái thứ rung rung lắc lắc đấy tốt nhất là không nên dùng tới. Dịch quyết định chạy 30 cây cho nhanh, cái tốc độ vô lý đùng đùng như này làm mất toàn cái danh hiệu đôi chân tia chớp của cô mẹ luôn rồi. Zenette đưa Angelica đến tận chỗ Dích thi đấu, khác với Dịch chạy bằng chân. Cô bé Angelica nhảy lên nóc tòa nhà, căn bản vì đường ở đây rất phức tạp nên Zenette bay cho nhanh. Angelica chạy theo hai người này trong hết cả mặt Zik một ngày thực sự đánh xong 40 trận đấu trong 4 ngày Thực sự quá ảo ma Canada Angelica cũng nhắm đến chức vô địch Thế nhưng có cả Zik với sư phụ của hạng S của cậu Botton Thì chức vô địch ngày càng em đi xa quá Zik lúc này đang chạy bộ 10 cây đến thành khác Quả nhiên là khác người Angelica vô cùng không phục sự chịu đựng của Zenete Zenete thực sự không cảm thấy phiền vì cô có tình cảm với Zik Angelica nghe xong mà sượng chân Đúng lúc này một NGUOI đàn ông đến bắt chuyện với hai người tưởng đâu tán tỉnh hóa ra quán nước đang thiếu nhân viên một cách trầm trọng nên muốn nhờ hai người làm hộ lúc dích trở về chủ tịch ủy ban giải đấu khu vực phía tây sờ nếp tìm đến cậu để nói chuyện lúc này dích mới biết mình đã trở thành võ sĩ vượt qua vòng loại phía tây nhanh nhất lịch sử sờ nếp cũng tìm đến angelica sờ nếp chỉ là một thương nhân tầm thường nhưng lại được gia tộc nhưng được gia tộc dia mút yêu ái nên hai người khá thân thiết dích nhìn là biết sờ nếp vừa nghỉ đấu quyền sư cảm giác khi bắt tay giống người đã rèn luyện chiến đấu sờ nếp bội phục sự tinh tường của dích quả thực ông cũng từng là đấu sư Thế nhưng đó là chuyện của 20 năm trước, ông cũng đã từng vô địch một giải đấu nhỏ. Cảm giác hò reo khiến ông cũng từng rất phấn khích, nhưng đến năm 23 tuổi thì ông lựa chọn nghỉ hưu. Sơ nếp đến đây hôm nay là để chiêu mộ dích về công ty, ông cũng nhờ dích chuyển lời cảnh cáo cho Angelia. Đừng quá phấn khích, phải bảo trọng và cẩn thận các thứ. Misia vô cùng lo lắng cho dích khi nói chuyện với sơ nếp, tuy bề ngoài là một quý ông nhưng có tin đồn ông ta có dính líu đến xã hội đen. Năm nay đột nhiên ông ta trở thành người tài trợ chính khiến mọi người vô cùng bất ngờ những người dưới trướng công ty của sờ thuộc xuất nhà tài trợ được vào vòng loại trực tiếp dích thậm chí còn nghe được tin về mấy nàng thỏ vô cùng bá ai mà biết được đấy lại là người quen của cậu chứ angelica và genette từ lúc nào đã thành các nàng thỏ xinh đẹp mời mọi người đi đặt cược rồi angelica thật ra cũng không muốn làm đâu nhưng ông chủ cầu xin họ dập đầu đến nỗi đầu đầy máu khiến cô không thể từ chối được mấy tên xe xỉn thậm chí còn sờ mó lung tung quảng vai bá cổ cô angelica méo chịu được giã cho một trận dích nhìn thấy hai người thì vô cùng sốc nhất là Genette khiến cậu không thể rời mắt được. Lúc này tin đồn về Dick và Botton đã được lan xa. Botton thì vượt qua vòng loại phía đông chỉ trong hai ngày rưỡi tất cả chỉ bằng một cú nốc ao, vì Botton quá xuất sắc thôi chứ Dick cũng không kém cạnh là mấy. Kevin thực sự cảm thấy năm nay sẽ là một năm thú vị, nhớ hồi Kevin còn đang lăn lội ở chỗ hoang tàn đổ nát. Ở đó cậu là bá chủ thế giới không ai có thể đánh thắng nổi cậu. Vì tài năng quá xuất sắc Kevin đã được chiêu mộ đến Hezo Pita và đổi đời từ đây, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thử thách thế này. Angelica vô cùng phụng phịu khi cùng là con gái với nhau mà có người mặc đồ thỏ thì được nhìn chăm chăm, còn mình thì bị ngó lơ. Lúc nghe Dick kể về người tên Sờ Nếp đã đến tìm mình Angelica khựng lại một chút rồi từ chối quen người đó, chắc chắn là có cứt mèo gì đó ở đây. Trận đấu của Angelica nhanh bắt đầu, đối thủ của cô là một nữ võ sĩ tên Helen. Nhìn chả thấy giống con gái mẹ gì, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng thế nhưng Angelica chỉ cần một cú đá là nốc ao đối thủ. Dick thì khỏi phải bàn một chiêu kết thúc, cậu càng ngày càng giỏi hơn trong việc kiểm soát ma pháp càng đánh càng hăng angelica trông có vẻ đuối đối thủ tiếp theo của cô là một tên khá mạnh dù angelica đã dùng chiến thuật và phép tạo giới nhưng tên này vẫn có thể chống cự được hắn nhìn rõ được angelica đã kiệt sức và chậm hơn nhiều cô bị dính một trưởng của tên này và bay thẳng vào tường ngất xỉu kết quả cô bị thua trận đó Dích không thể nhìn được nữa rõ ràng angelica quá nóng vội cô biết đối thủ của mình là kẻ có khả năng phòng thủ mạnh cô chắc chắn không có lợi thế mà vẫn đâm đầu vào tiêu hao thể lực Dích nói ra giả nhưng angelica vẫn vô cùng thờ ơ Cậu nghĩ có lẽ là do cậu không đáng tin lắm, thế nhưng Angelica cũng đã mở lòng hơn. Cô kể cho cậu nghe về mối lo ngại của mình, gã sờ nếp đó chính là vị hôn phu của cô. Hắn đã liên tục can thiệp vào gia tộc Diamut, mọi chuyện bắt đầu từ hơn một năm trước. Cha mẹ cô bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn, bốn anh chị em phải ra tiếp quản gia tộc. Nhưng do thiếu kinh nghiệm nên họ bị thiếu tài chính nghiêm trọng, lúc đó ông nội của cô người nổi tiếng hám tiền đã xuất hiện và thỏa thuận với sờ nếp. Sở nếp muốn tạo quan hệ với giới quý tộc, ông ta hứa hẹn hỗ trợ nguồn tài chính lớn cho gia tộc Diamut, đổi lại yêu cầu đính hôn với Angelica. Sau đó dù họ đã cố gắng khôi phục tài chính nhưng mọi thứ đã quá muộn để hủy hôn ước. Dích bất ngờ vốn lài sao gu của Angelica lại là con thần lằn biết nói đó. Dù sao để hủy hôn ước với Nếp, cô đã điều tra hắn và phát hiện ra ông ta là nhà tài trợ chính của giải đấu này. Đúng lúc này trên đường đột nhiên xảy ra ẩu đả, nhân vật chính là tên tay lo mới hạ gục cô ở trên sàn đấu và một con thần lằn đỏ trông cũng oai phong vạm vỡ. Hắn ta là ghét em trai của Snepco, dường như cô gái mà hắn đang nắm lấy cổ đã làm đổ bia lên người hắn, tên này liên tục bắt nạt làm khó cô gái tay lo vì không nhìn được đã ra tay cứu cô nhưng bị ghét một đòn hạ gục cho lăn quay angelica không ngờ lại có người có thể hạ gục kẻ thù của mình trong một đòn tên ghét nhìn thấy cô gái xinh đẹp làm đổ bia lên người mình có quả bo đi chuẩn bộ loa khủng bố nên nảy sinh ý định xấu muốn cô hầu hạ hắn trên giường để chuộc lỗi angelica không nhìn được dù rất sợ vì sự cách biệt sức mạnh nhưng cô đã dũng cảm ra mặt ngăn cản lúc tưởng mình sẽ bị tên đỏ lòm này đấm cho một phát thì may mắn có dích cản lại cú đấm đó cho cô không khí đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng sắp chiến tranh khói lửa bùm bùm thì sơ nếp xuất hiện hắn chỉ cần chừng mắt một cái là tên ghét đã phải chim cút đi về sơ nếp cũng giải thích mọi chuyện cho mọi người ghét là em trai khác tuổi của hắn cậu ta thường có xu hướng bạo lực như thế này mỗi khi khó chịu sơ nếp cũng vô cùng đau đầu khi mà chưa tìm được ai có thể khắc chế được sức mạnh trời ban của ghét người khắc chế được đang đứng trước mặt ông chứ ai angelica vẫn giữ thái độ vô cùng thù ghét đối với sơ nếp dường như việc sơ nếp trở thành nhà tài trợ giải đấu và hôn ước giữa cô và hắn có liên quan mật thiết với nhau số tiền để đặt cược hôn ước là vô cùng lớn tài sản công ty của sờ nếp không thể có đủ tài sản ông ta định kiếm tiền thách cưới từ giải đấu để kiếm được điều đó angelica đoán ông ta định dùng võ sĩ từ xuất của nhà tài trợ để dàn xếp tỷ số vì vậy cô sẽ là người hạ gục tên đấu sĩ đó và phá vỡ hôn ước bằng sức mình nhưng ghét dường như quá mạnh với trình hiện tại của cô thắng là điều không thể rích ngỏ lời muốn huấn luyện angelica tập 8 hôm sau hai người bắt tay vào việc luôn cho nóng rích buộc tay buộc chân angelica mỗi bên một quả cầu 30 cân Bài học đầu tiên là bài gà con tập chạy, làm quen với chuyển động nhanh bằng việc để người chạy nhanh hơn mình kéo mình chạy. Zip buộc Angelica vào người và kéo cô chạy mấy chục vòng. Angelica khóc không ra nước mắt, đúng là buổi huấn luyện hắc ám. Tự nhiên cô thấy được cha mẹ đã lên thiên đàng của mình, Angelica bị kéo tới nỗi không thể đứng dậy được. Nhưng quả nhiên là người có thiên phú, khác hẳn với Zip hồi đầu lúc được Zenete huấn luyện. Cậu hoàn toàn bất tỉnh có khi chết tận ba lần mới quen được, Angelica vẫn hoàn toàn tỉnh táo và chân vẫn còn nguyên là tốt lắm rồi buổi luyện hắc ám cứ thế đã trải qua tận 5 ngày. Angelica dù trốn ở mấy nơi khỉ ho có gáy cũng bị dích tìm ra được, lúc đầu cô cứ tưởng là huấn luyện ai ngờ lại là tra tấn. Dích rất hiểu cảm giác này, trong suốt 2 năm cậu đã muốn trốn hàng trăm lần và chết cũng hàng vạn lần. Cứ mỗi lần chết là lại được hồi sinh, nhờ có Alice chia sẻ pháp lực nên Botton thậm chí còn có thể hồi sinh cậu hàng nghìn lần một buổi. Angelica đúng là không phục dích, chịu được cảnh đấy tận 2 năm. Thật ra đã có những lúc cậu đúng là muốn từ bỏ, nhưng khi cân nhắc tiếc nuối quá khứ hay đau khổ ở hiện tại Zik đã chọn tiếp tục đau khổ để tiếp tục. Những lời khuyên của Boton khiến Zik nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Angelica rất ghét cuộc sống của một quý tộc, những quy tắc không phù hợp với cô. Cô muốn trở thành một chiến binh, ước mơ của cô là trở thành hiệp sĩ cấp cao đầu tiên. Cán cân của cô vẫn đang nghiêng về chịu khổ ở hiện tại. Angelica không trốn chạy nữa mà quay trở về huấn luyện. Vì luật của trận đấu là dùng tay không và không dùng vũ khí thế nên Angelica bị thiệt hơn hẳn vì sở trường của cô là sử dụng kiếm. Zik và Zenette chỉ cô biến bàn tay thành kiếm, nghe có vẻ vô lý nhưng nếu học được Angelica sẽ trở nên vô cùng mạnh. Sau những buổi huấn luyện khủng bố Angelica từ quý tộc thành con quỷ máu chiến, một kích đấm ngất kẻ thù, thậm chí còn hơi quá khích khiến mọi người trong thành phố nhìn cô với ánh mắt khác. Mizet và Alice sau khi kiểm tra tin đồn về lục bảo ngọc ở đế quốc cũng trở về với hai bàn tay trắng. Mizet thấy gái sinh Misia cái là lại súng xít lên, ai ngờ cô phục vụ Misia lại để tâm đến Boston vừa đến, hội Oziha con cuối cùng cũng được hội ngộ. Mọi người vô cùng hứng thú với việc Angelica được dích và Zenetta huyến luyện, mặc dù thời gian không đủ nhưng Botton vẫn cho cô lời khuyên. Tập luyện sẽ không bao giờ phản bội, cứ nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Tin tưởng vào nỗ lực của bản thân là điều tối quan trọng nhất, trận chiến giữa những người được vào vòng trong nhanh chóng được bắt đầu. Các trận chiến được dàn xếp vô cùng hợp lý để Kevin sẽ không gặp ghét hay Botton cho đến cuối giải đấu, xem ra là tỷ số cũng đã bắt đầu sắp xếp. Họ muốn gây ấn tượng về sức mạnh của Ghét ở những vòng đầu để tăng tỷ lệ cá cược, Gates sẽ cố tình thua trận có tỷ lệ cá cược cao để thu được số tiền khổng lồ. Kevin vô cùng hào hứng để có thể đối đầu với Boston. Sự hào hứng này làm chủ phòng tập của cậu nhớ đến cậu của ngày xưa, lúc Kevin mới được chiêu mộ về cậu vô cùng kiêu ngạo. Đến mức gặp top 4 quyền vương cậu vẫn vênh lên tận trời, kết quả rất dễ thấy Kevin nhanh chóng bị đo ván. Dù sao với sức mạnh đó cậu vẫn là một viên ngọc thô sáng giá cần được mài rũa, lần đầu biết thất bại cũng là để cố gắng hơn. Thua trước kẻ mạnh rồi tập luyện để chiến thắng, để rồi lại thua trước kẻ mạnh hơn và tiếp tục rèn luyện không ngừng thay đổi để nâng cấp bản thân mình, Kevin đã trở thành nhà vô địch của quyền vương lần đầu tiên cách đây 6 năm. Các trận đấu nhanh chóng bắt đầu, trận đầu tiên là của Gates, Gates thể hiện rõ sức mạnh áp đảo của mình với cơ thể cứng như thép cùng với cú đấm trực tiếp nốc ao kẻ thù. Một chiến thắng khiến kẻ yếu không kịp dãy ruộng, thế nhưng với sức mạnh sức chống chịu như vậy mà động tác của tên Gates lại như một tay mơ không biết gì. Angeli Kazik và Boton cũng nhanh chóng tiến vào vòng loại tiếp theo, trận cuối cùng là của Kevin. Kevin có một phản xạ cực kỳ nhanh, là người soi khứu giác ưu việt của cậu ta đã được rèn luyện đến mức có thể ngửi được mọi thay đổi như tín hiệu điện hay adelin dưới dạng hương nhờ đó mà kevin có thể nhìn thấy được động tác tiếp theo của đối thủ nếu đặt tên chắc kỹ năng đó sẽ có tên là khứu giác tương lai một võ sĩ xuất sắc đến Boston cũng phải công nhận nhưng không hiểu sao cậu ta lại giả vờ trúng đòn mặc dù vẫn chiến thắng nhưng động tác đó vô cùng thừa thãi đến trận của angelica và gesser đột nhiên đến ngồi cùng dick và nhóm ozzy hakon đây là trận đấu giữa vị hôn thể của hắn và em trai hắn nên hắn muốn ngồi thật gần Gết có sức mạnh nên hắn có sự tự tin và kiêu ngạo. Với hắn Angelica chỉ là giống loài yếu đuối đang cố gắng dãy ruộng. Hắn có thể sẽ nương tay không đánh vào mặt cô để giữ cho hôn lễ của cô với anh trai mình, cũng không đánh vào bụng cô cho sau này còn đẻ con cho sờ nếp. Nhưng những chỗ khác thì không biết, Angelica bị sỉ nhục thì vô cùng tức giận, cô sẽ không để những gì mình học được từ những buổi huấn luyện địa ngục thành công cốc. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, từ khi cha sinh mẹ đẻ ghét đã được trời ban cho năng khiếu và thể chất khiến hắn trở nên bất bại. Những đòn tấn công của Angelica không thể làm gì được hắn cho dù là một vết sức nhỏ. Angelica không tấn công như bình thường nữa. Cô đột nhiên hóa giải phép cường hóa và xông đến phía ghét. Trước sự ngỡ ngàng và khó hiểu của mọi người Angelica lại thành công cắt một vết dài trên bụng của ghét và khiến hắn chảy máu. Tập 9 Đó là kỹ năng Angelica mới lĩnh hội được từ Zenete, một trong những bí chiêu kiểm soát cơ thể. Zenete có thể dùng tay của mình cắt ngọt một thứ lớn gấp vạn lần cô, chưa đó gọi là cắt chỉ. Nhìn thì có thể vô lý nhưng hoàn toàn có thể lĩnh hội được đến bất tài như dích còn làm được bí quyết là cảm nhận không khí rồi vung đầu ngón tay thanh thoát angelica ban đầu không nắm được nhưng cô đã tìm ra cách lĩnh hội riêng của mình bằng cách kết hợp cưới chiêu phản chiếu đảo ngược đã từng học cô đã học được chiêu cắt chỉ nói đơn giản đây là tích tụ pháp lực trong cơ thể rồi mau chóng giải phóng với sức mạnh kinh ngạc chỉ là nó gây áp lực vô cùng lớn lên cơ thể nhưng sau một tháng luyện tập đến chết giờ nó đã không còn là vấn đề với angelica đây là tuyệt chiêu của angelica được bổ sung tốc độ cần thiết cho cắt chỉ bằng thuấn cước Angelica có thể tạo một vài vết sức trên cơ thể ghét. Thế nhưng tên này lại có thể nhanh chóng học lỏm được tuyệt chiêu thuấn cước của cô, sử dụng chính chiêu đó để đánh thẳng Angelica vào tường thành, sức mạnh của ghét là hàng trời ban. Lúc sờ Nếp đang nổi tiếng trên danh nghĩa đấu quyền sư ông ta đã gặp hắn lúc hắn mới 8 tuổi, khi đó ghét đã đánh sờ Nếp nhiều từ. Sau đó sờ Nếp cũng giải nghệ, ghét là một thiên tài một con quái vật thực sự sinh ra là để chiến đấu. Angelica có thể nghi ngờ sờ Nếp cần thiết, thế nhưng với sức mạnh của ghét thủ đoạn nhỏ nhặt đó là không cần thiết. Từ khi tỷ lệ cược còn cao, nếp đã đặt cược vào ghét một số tiền lớn. Angelica bị tra tấn trên sàn đấu một cách tàn nhẫn. Thế nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Tên ghét nắm lấy tóc cô và giơ lên. Thái độ của cô khiến hắn sôi máu. Hắn ném cô vào tường rồi định dùng móng vuốt để kết liễu cô. Angelica lúc này đã mất khả năng chiến đấu thế nhưng tên ghét vẫn tiếp tục ra đòn. Chính dịch là người đã dùng giày ném thẳng vào người hắn để hắn trượt mục tiêu khỏi Angelica. Hành động của ghét đã chọc điên dịch. Cậu sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh thực thụ. Cậu sẽ đánh bại hắn trước mặt toàn khán đài. Angelica thương tích khá nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, cố gắng đến chết vì ước mơ và lý tưởng của mình thế mà lại bị dẫm đạp như vậy. Zik vô cùng đồng cảm và thương xót, Zik Botton nhanh chóng tiến vào vòng trong chỉ cần với một chiêu. Kevin vẫn như cũ giả vờ chúng một chiêu rồi giành chiến thắng, bán kết tổ hợp những gương mặt quen thuộc ghét Zik Kevin Botton, trận đầu tiên là của ghét và Zik. Angelica lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh nhờ có Botton chữa cho, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Zik vì đã không thể chiến thắng. Cậu rõ ràng đã huấn luyện cô không công mà cô lại trở nên vô dụng, thay vì chấp nhận là một tiểu thư quý tộc cô lại muốn chứng minh rằng mình có thể tự bước đi được có lẽ cưới sờ nếp cũng không quá tệ cô sẽ được đối xử tử tế sống thành thơi thế nhưng dích không chấp nhận lỗi của cậu là không nhìn ra được sức mạnh của ghét cậu muốn angelica xem kỹ trận đấu sắp tới đây để nhìn ra được tiềm năng của cô sau khi cố gắng luyện tập trận đấu của ghét và dích nhanh chóng bắt đầu ghét cứ lải nhải khiến dích nóng cả máu cho hắn vài cú đấm phọt cả máu dù lớp da của ghét vô cùng cứng nhưng dích đã dùng thấu đòn một chiêu kiểm soát cơ thể đó là một đòn tấn công vào bên trong cơ thể chứ không phải bên ngoài dù có là rồng da cứng rắn đến đâu thì chúng đòn đó vào một vị trí hoàn hảo như vậy thì đương nhiên là thấm rồi, ghét tăng cường lớp da của mình để liên tục tấn công Zik. Cách đó thực sự thành công khi Zik lần lượt bị chúng đòn, chiêu tăng cường là một chiêu đòi hỏi vô cùng nhiều pháp lực. Ghét không hề tập về pháp lực hắn chỉ dựa vào thiên bẩm thế nhưng hắn lại sở hữu lượng pháp lực dồi dào, ghét sử dụng lại những chiêu thức của Angelica để đánh cho Zik Tetua. tua. nếp vô cùng tự hào về sức mạnh của ghét, Botton nghe mà chỉ biết cười khẩy. Góc nhìn của sơ nếp chỉ đến thế là cùng, đối với Zik, góc nhìn của những người khác không quan trọng. Điều quan trọng với cậu là Angelica nhìn nhận trận đấu này như thế nào, suốt từ đầu trận đến giờ Zik chưa có tí chảy máu nào. Trong ghi ghét đã bắt đầu thở dốc, đó là một chiêu trong kiểm soát cơ thể, thụ đòn là chiêu phân tán lực tác động trong cơ thể. Nói cách khác Zik gần như không nhận bất kỳ sát thương nào, từ đầu Zik đã không chơi hết sức. Trận này cậu đã hạ thể chất của mình xuống ngang với Angelica, đối với Zik trận này không chỉ là chiến thắng mà cậu còn muốn cho Angelia thấy tiềm năng của chính cô. Tức là trận đấu này giống như Angelia đang đấu với ghét dưới dạng giả định, tên ghét cảm giác bản thân như bị sỉ nhục hắn sử dụng số sức lực còn lại để hóa thép cơ thể thế nhưng vì ghét đã bắt đầu đuối sức nên dích có thể dễ dàng phá bỏ lớp da sắt của hắn tất nhiên là ghét không hiểu tại sao hắn chưa bao giờ nỗ lực đến kiệt sức sờ nếp không tin vào mắt mình rõ ràng dích còn không có tài năng thiên bẩm như ghét dích chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường thậm chí còn khởi đầu muộn hơn so với mọi người cậu có thể áp đảo được ghét vì sự nỗ lực của cậu ghét chưa từng kiệt sức nên đương nhiên không biết cách di chuyển khi kiệt sức vì vậy không còn tung chiều chính xác những người nỗ lực vẫn sẽ tập kể cả khi đã mệt cho đến khi không thể cử động được nữa, sức mạnh thực sự của một người chính là sức mạnh sau khi kiệt sức. Gết Bẩm Sinh đã mạnh thế nhưng với tư cách là thiên tài hắn vẫn chỉ ở cấp độ 1, thiên tài thực sự sẽ nỗ lực hơn bất kỳ ai để mài giũa thể chất và cái Bẩm Sinh nó. Riz đã gặp quá nhiều những thiên tài cấp độ 100 nên cậu hiểu rõ, rõ ràng chỉ là một con thần lằn ngồi đáy giếng. Gết bị chọc đúng chỗ ngứa nên nhột, hắn dùng hết sức mạnh cuối để hóa thành rồng, nguồn gốc của Gết là rồng cổ đại. Gết đã đánh thức dòng máu đó, một sức mạnh mà Angelica hiện tại không thể thắng nổi nhưng không phải là mãi mãi không thắng nổi. Angelica 6 tháng 9 tháng 1 năm sau hoàn toàn có thể đạt được một tốc độ kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Những gì mà Zik đang làm mới là cô sau một năm luyện tập đến chết, Zik dám cá một năm sau cô sẽ có thể chiến thắng nổi kẻ thù của mình. Cán cân của Angelica đã luôn nghiêng hẳn về một phía là chịu cực khổ ở hiện tại, cho dù có hóa rồng Zik vẫn có thể dễ dàng thắng được ghét bằng chiêu cắt chỉ. Đây là cậu còn dùng nó không mượt, nếu là Zenete thì đối thủ sẽ bị chặt đôi ngay và luôn. Tiếc là tên ghét chỉ bị thương hơi sâu một tí, Zick hạ đo ván hoàn toàn đối thủ, và cậu cũng đã cổ vũ Angelia thành công. Tập 10 Angelia vô cùng biết ơn Zik, cô hứa sẽ mạnh hơn trong vòng một năm. Sơn Nếp có vẻ rất bình tĩnh, chính ông cũng bất ngờ khi ghét thua. Có thể đến cả ông cũng muốn ghét bị phủ nhận, ghét là người đã phá tan sự nghiệp đấu sư của ông chỉ với tài năng thiên bẩm của nó. Giờ đây nó bị phủ nhận tuy sơ Nếp mất nhiều nhưng cảm giác này cũng không tệ, nhưng Sơn Nếp có chút buồn khi không rước được cô vợ tuyệt vời như Angelica về. Đúng là tiếc thật. Trận tiếp theo là trận đấu giữa Kevin và Botton, cả khán đài có vẻ vô cùng cổ vũ cho Kevin. Kevin có thể khẳng định Botton có sức mạnh vô cùng kinh khủng, cho dù cậu tấn công bao nhiêu thì Botton vẫn đứng im như phỗng một tay chặn lại hết từng đòn một. Đúng lúc này ghét lại trong trạng thái mất kiểm soát phá tường trốn ra ngoài tấn công khán giả và phá hủy khán đài, dường như do ảnh hưởng từ việc hóa rồng nên máu rồng của hắn đã mất kiểm soát. Hắn thậm chí còn phát điên tấn công Kevin, thế nhưng Kevin chỉ cần một đấm đã đánh gục được ghét, ghét đáng ra phải đứng top đầu hạng A. Nếu thế thì Kevin hẳn phải là chiến binh hạng S, trận chiến đành phải ngừng lại sang ngày mai để ưu tiên việc cứu chữa cho những người bị thương. Thế nhưng Botton nhìn ra đòn quyền của Kevin có gì đó rất do dự ngập ngừng, tối hôm đó mọi NGUOI cùng ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng Dick lại dành thời gian đi chạy bộ 700 cây số. cậu không ngờ lại gặp Kevin cũng đang luyện tập, đây vốn là nơi lý tưởng để luyện tập của Kevin. Kevin đè đầu Dick ra để đấu thử, hai người lao vào chiến đấu với nhau như mãnh thú. Dick không hiểu tốc độ cậu không hề nhân nhượng, Kevin có thể né được những đòn nhanh và mạnh thế này mà lại để bị trúng đòn trong dài kevin không ngờ mình lại bị phát hiện đối với kẻ sống ở khu ổ chuột như cậu chiến đấu là niềm vui lớn nhất nhưng rồi mãi nó không còn là chiến đấu nữa lúc cậu mới đến hezotipia thì mọi thứ rất tốt thế nhưng sau càng lúc càng chán ngoài thắng ra thì chả còn gì khác cậu vô địch hết lần này đến lần khác dù vô cùng nhàm chán nhưng kevin cảm thấy chỉ cần chủ sở hữu vui vẻ thì cậu sao cũng được kevin rèn luyện không ngừng thế nhưng dạo gần đây khán giả đến xem ngày càng ít lý do là vì các trận đấu đều kết thúc chỉ với một đòn nên người ta cảm thấy nhàm chủ sở hữu không đồng ý để kevin dàn xếp trận đấu nhưng cứ để tình hình này thì toàn bộ giải đấu đi xuống là điều khó tránh và phòng gym của họ cũng sẽ đi tong. cuối cùng kevin lựa chọn giả vờ thua cậu không muốn vô địch rồi ảnh hưởng đến ông chủ của mình ông chủ đối xử với cậu vô cùng tốt sau đó kevin đã giả vờ trở thành một đấu sĩ với phong độ thất thường cố điều hướng cho trận đấu sôi động và giành vô địch liên tiếp 3 lần thế nên kevin không thể chiến đấu hết mình nếu cậu chọn chiến đấu theo kiểu gây cấn hơn khán giả sẽ đến và phòng gym cũng sẽ phát đạt dích vô cùng thấu hiểu nhưng cậu đoán mai rồi sẽ khác cho mà xem dick không muốn nói nhiều ném lại câu đấy rồi chuồn biến cứ để mai kevin tự thẩm đối thủ của mình hôm sau trận chiến được tổ chức lại kevin đấm liên tục về phía botton kỹ năng đấm điêu luyện đến mức có thể đánh bật cả tay botton thế nhưng botton chỉ cần đấm lại một cái uy lực đã gấp cả trăm lần botton vẫn thấy kevin chả thay đổi gì so với hôm qua hay có thể nói đánh mà không hết sức zip đã kể cho botton về chuyện của cậu kevin phải hạn chế sức mạnh để mua vui cho khán giả ở đây botton vô cùng công nhận cậu Việc ưu tiên khán giả hơn bản thân mình là một phẩm chất cần có của dân chuyên nghiệp. Botton rất tiếc khi không thể đánh nhau với một người mạnh như anh trong trạng thái hết sức. Botton cũng sẽ đáp trả lại với sức mạnh tương ứng. Cậu chỉ dùng hai ngón tay để chiến đấu và cũng không di chuyển tới một bước. Botton nói là làm, quả nhiên cậu chỉ dùng hai ngón tay là đã có thể áp đảo được Kevin. Kevin cảm nhận được nếu đấu hết sức thì trận chiến này sẽ vô cùng thú vị, bỏ lỡ cơ hội đấu với kẻ mạnh thì vô cùng tiếc. Có bao nhiêu thứ mà cậu muốn thử trong trận đấu? Đúng lúc này chủ sở hữu hô tên cậu, ông vô cùng tức giận cậu giả vờ đánh hết sức mà tưởng ông không nhận ra sao ước mơ của ông là dạy dỗ một võ sĩ mạnh nhất lịch sử thế nên thứ ông cần bây giờ là cậu phải chiến đấu hết sức kevin gỡ được xiềng xích sung sức như chó sổng chuồng từ giờ cậu không cần diễn nữa mà sẽ đánh hết mình quả nhiên uy lực khác hẳn mấy chiêu trước thế nhưng botton vẫn chỉ cần dùng năm ngón để cản lại mấy cú đấm của cậu kevin bị botton nắm lấy chân quật thẳng vào tường thế nhưng đòn đấy vẫn không nhằm nhỏ gì cậu dùng pháp lực cấp 5 tạo ra một cơn sóng lửa người soi vốn rất kém ở pháp lực cao cấp hẳn là trong nhiều năm qua Kevin đã luyện qua giới hạn của bản thân. Thể hình hoàn hảo, tài năng bẩm sinh sức mạnh và kỹ thuật tinh thông Kevin thực sự là thiên tài ngang hàng với các tiền bối. Đòn sóng lửa của cậu Botton chỉ cần dụng lên một tảng đá và cường hóa nó đã có thể chặn được. Sau đó Kevin sử dụng phép cấp 7 trói lấy Botton. rồi niệm pháp cấp 8 để tạo nên một thiên thạch khổng lồ nhắm thẳng vào Botton, giết ngồi trên khác đài mà lo sốt vó, quả này thì toang con mi nó rồi. Đối thủ mạnh ngưỡng này kiểu gì Botton cũng đánh không nương tay, Quả nhiên Botton chỉ cần một đấm đã phá tan quả cầu khổng lồ cấp 8 của Kevin. Botton đã vào tư thế nổi tiếng của loài óc, nghĩa là không còn né hay thủ chỉ tấn công, từ giờ Botton sẽ tổng lực tấn công. Lúc này Kevin mới cảm nhận được con quái vật đang tiến đến gần, đòn của Botton nhanh đến mức khứu giác của Kevin không theo kịp. Chỉ bằng xung kích từ cú đấm của Botton mà cường hóa cơ thể của Kevin vỡ vụn, quả nhiên là con quái vật thực thụ. Dù Kevin có dùng bao nhiêu chiêu cao cấp cũng không thể si nhê nổi Botton, ngược lại còn tự tiêu hao thể lực của mình. Botton tung một cú đấm vào sườn trái của Kevin. Dù Kevin đã kịp thời dùng thụ đòn và phép phòng thủ để giảm bớt tác động nhưng ảnh hưởng vẫn vô cùng nặng nề, cả xương và nội tạng đều bị thương nặng. Phải ai khác thì là chết luôn rồi, nhưng Kevin vẫn chưa muốn từ bỏ. Đây mới là đối thủ và trận đấu cậu mong đợi, cậu đã chiến đấu tới khi cơ thể không còn chịu đựng được nữa. Cả khán đài bỗng dưng cổ vũ Kevin vô cùng nhiệt tình, cậu như được búp thêm sức mạnh để tung thêm một đòn cuối, thứ duy nhất cậu còn là tinh thần. Kevin ép mình vào thuấn cước tăng cường cương quyền, cú đấm của cậu như được khảm thêm lửa. Đòn cuối của Kevin dù không hạ gục được Botton nhưng nó đã khiến Botton phải lùi lạc một chút. Kevin thực sự đã tung hết sức, đây là trận đấu vui nhất của cậu, thế nên dù có ăn một cú đấm của Botton và thua hoàn toàn thì Kevin vẫn rất mãn nguyện. Dù còn rất lâu nữa cậu mới trở thành võ sĩ mạnh nhất lịch sử, cậu đã trở thành võ sĩ xuất sắc nhất lịch sử. Tập 11. Người chiến thắng không ai khác là Botton, đến cuối cùng Kevin vẫn khiến cậu phải nể. Trận chung kết Botton vô cùng mong chờ được chiến đấu cùng Zik, nghĩ đến thôi Zik đã thấy thân mình héo úa tàn phai rồi kevin sau trận đấu phải ngồi điều trị đến cả chủ sở hữu cậu có đòn như đòn cuối đòn đó chỉ giống như là vô thức của cậu kevin dù thua dù lừa dối khản giả nhưng cậu đã nỗ lực theo cách của mình chủ nhân quan tâm đến cậu như là con trai vậy đúng lúc này Boton đến thăm kevin nhờ có Boton mà cậu đau nhức hết cả người dù sao cũng chẳng mấy khi được trải qua cảm giác này nên kevin rất tận hưởng rít lúc này thì đang nhốt mình ở trong phòng cậu éo dám ra ngoài vì sợ chết đến cả sờ nếp cũng phải đến cổ vũ cậu đi thi đấu rít sợ chết bỏ miệng nhất quyết éo đi thi trận chung kết sơ nếp làm trò con bò để thuyết phục cậu giải đấu này có hàng nghìn công nhân hàng trăm triệu tiền đặt cược và hàng chục triệu fan đang chờ trận chung kết cuối cùng mọi thứ đều phải từ bỏ vì mạng sống của dick tưởng đâu sơ nếp xàm lìn vậy thôi ai ngờ nó có tác dụng với dick thật angelica thuyết phục gãy cả lưỡi mà không nói được dick dick vô cùng sợ cảm giác phải trải qua cái chết dù đã chịu đựng nó trong suốt hai năm nhưng chiến đấu với luyện tập là khác nhau hoàn toàn angelica cảm thấy vô cùng thất vọng thế mà cô lại từng coi con người này là thầy mi nói cho dick biết một bí mật từ lúc cậu đến kế hoạch đào tạo đã có ở đó. Nó không chỉ là kế hoạch để đào tạo đồng đội giết rồng Kaiser, mà còn là để đào tạo một người có thể đánh tay đôi với Botton. Loài óc là loài có máu đánh đấm để tìm hiểu nhau, thế nhưng vì quá mạnh nên từ bé Botton chưa từng được trải qua cảm giác được đấu tay đôi với ai, đại ca vẫn luôn rất cô đơn. Cậu vẫn luôn mong có một ngày được đấu ngang sức và đại ca cho rằng ngày mai ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Mí Z kệ dích có bỏ cuộc hay không nhưng cảm xúc của đại ca cậu cũng nên hiểu. Như Alice nói đại ca chỉ muốn chơi với cậu, Dick nhớ lại hồi cậu mới gặp Botton. Botton chỉ cần bắt tay cậu là biết hết năng lực của cậu hồi đó, một kẻ tầm thường hơn cả tầm thường, nhưng Botton lại cổ vũ cậu. Chỉ cần cậu quyết tâm chịu đựng cực khổ luyện tập gấp trăm lần người bình thường Botton sẽ giúp cậu. Angelica đang tức điên lên được, người đâu mà thảm hại hết sức. Mọi người thực ra đều thông cảm được vì họ biết được luyện tập với Botton kinh khủng như nào, không phát điên là may mắn lắm rồi. Đúng hơn còn sống là kỳ tích rồi. Lúc đầu Angelica nghĩ Dick không có kỹ năng gì, nhưng không ngờ mọi người lại nói cho cô biết cậu có một kỹ năng đặc biệt chỉ là điều kiện kích hoạt hơi oái oăm do không thể kiểm soát sức mạnh và gánh nặng lên cơ thể quá lớn nên botton đã cấm cậu sử dụng nó người cuối cùng đến cổ vũ dích là genete dù cậu có quyết định thì cậu vẫn là dích của cô tuy nhiên nếu dích sẵn sàng chiến đấu dù có sợ hãi hay không vì bản thân đi nữa thì cô vẫn thích một dích như thế hơn quả nhiên có những chuyện chỉ có gái mới khuyên được trận chung kết được tổ chức vô cùng hoành tráng mọi người ai cũng mong chờ sự xuất hiện của dích dích thật sự đã quyết tâm nhưng quyết tâm này hơi tái đi genete cổ vũ cậu băng một câu nói vừa nói xong dick đã hừng hực ý chí chiến đấu trận này cậu quyết phải chiến hết mình mới vào trận dick đã sử dụng thu an cước để tấn công boton chưa đó khiến boton lần đầu phải chảy máu cả hai không hề dùng pháp thuật mà là dùng cơ thể để chiến đấu quá trình nhanh đến mức người thường không thể nhìn rõ cả hai đã tấn công phòng thủ cả chục lần rồi dick tung ra một đòn cắt chỉ khiến boton chảy máu hai người liên tục đấu tay đôi với nhau dick dù tung ra bao nhiêu đòn đi chăng nữa boton vẫn né được thế nhưng dick đã lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình để liên tục xoay boton ở phía trên rồi nhân lúc đại ca không để ý mà cắt chỉ một phát ở bụng, khi thế muốn thắng kinh hồn, quả nhiên là có geneta thủ tỉ, cô đã nói nếu thắng cậu có thể đưa cô đi suối nước nóng. Phần thưởng như thế không phấn đấu mới lạ, ai mà biết đi du lịch qua đêm xong sẽ làm gì nhau. Angelica nghe xong mà đỏ bừng cả mặt, sau một thời gian giao tranh dích cũng đã hơi đuối, thế nhưng lúc này Boton mới tung đòn thực thụ. Năm đấm của Boton mạnh đến mức riêng sóng xung kích đã mạnh tận cấp 5, đây lại còn liên hoàn đấm nữa chứ, thế nhưng đồng đó chỉ là hư chiêu. Lúc Dick nhận ra thì Botton đã ở ngay gần mình và định tặng cho cậu một cú đấm. Dick kịp thời tạo ra phép tạo giới cấp 1 để chặn cú đấm đó. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cậu không hề tụ pháp lực cũng không hề niệm chú, một sự kiểm soát pháp lực tuyệt vời, tất cả là nhờ có sự chỉ bảo của Mizeth và Alex. Đến cả Botton cũng không thể bỏ qua khẩu quyết để dùng pháp lực, chứng tỏ Dick đã rất nỗ lực, trước bị trúng phép của Alex còn bốc hơi luôn nửa thân dưới lận cơ mà. Dick đột nhiên nhảy lên trời, dùng chân thi triển sức mạnh làm điểm tựa rồi tung một kích e về phía Botton hết tấn công tới phòng thủ sự tính toán sức mạnh tất cả đều vượt qua giới hạn của con người đây là trận chiến giữa hai hạng s botton thấy dịch thực sự đã mạnh hơn rất nhiều botton tự hào về kế hoạch huấn luyện dành cho cậu nhưng chủ yếu là do tinh thần ngoan cường của dịch thì kế hoạch mới thành công đây là lời nói ấm lòng nhất dành cho dịch khi biết được dịch đã biết được lý do mà mình huấn luyện cậu botton đã vô cùng cảm động đó chỉ là một ước mơ nhỏ được thì được không được thì chả sao nhưng với dịch thì không như thế cậu hiểu rõ tấm lòng nhiệt huyết của botton khi huấn luyện cậu bây giờ cậu muốn đền đáp lại công ơn đó hết sức mình Botton vô cùng vui vì giờ Zik đã trở thành một thành viên vô cùng xuất sắc của tổ đội. Đây có lẽ là cơ hội tốt để kể cho cậu nghe lý do mà Oziha Confit được thành lập. Tập 12 4-6 năm trước, hồi Botton 5 tuổi, cậu đã khác biệt với bầy đàn cả về ngoại hình lẫn tư duy. Cậu nhặt được một cuốn sách do con người đánh rơi, thế nên từ đó cậu biết chữ và căn hóa. Cậu cũng bắt chước cách con người đặt tên tự đắt tên cho mình là Botton. Óc có thói quen trao đổi và thấu hiểu nhau qua đánh nhau, nhưng có lẽ vì Botton quá mạnh nên cậu không cảm nhận được gì cậu cố gắng cải thiện cuộc sống của đồng loại bằng cách dạy họ nhóm lửa dựng nhà dạy họ cách giao tiếp bằng cách khác bằng ngôn ngữ dân gia botton được coi như là vị thần không ai dám đến gần cậu nữa kể cả cha mẹ và anh em cậu từ xa nhìn xuống cảnh gia đình giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ botton đã vô cùng cô đơn một ngày nọ thời tiết trở xấu botton rời xa bầy đàn một lúc đến lúc quay lại thì cậu vô cùng choáng váng không phải vì trận sạt lở mà cậu mất bạn bè gia đình mà là vì dù chuyện kinh khủng đó xảy ra cậu cũng không cảm thấy gì lúc này cậu mới cảm thấy bản thân mình cô độc. Lúc Boston ở trong rừng cậu bị một con người tấn công, nhưng người này cũng bất ngờ khi cậu biết nói và còn đọc sách, chính cậu là người đã giết con rồng gần đây quấy nhiễu thành phố. Boston ngồi tâm sự với con người nọ, ông là người từng chiến đấu cùng Yamato và là người viết quyển sách truyền thuyết Yamato. Đánh bại con rồng Kaiser là ước mơ mà ông chưa từng thực hiện được, đó là một ước mơ xa vời nhưng ông ta lại cho rằng Boston có thể với lấy được và gặp những kẻ mạnh hơn trên thế giới. Sau này Boston trở thành mạo hiểm giả, cùng với người đàn ông đó thành lập Ojiha Confit. Đúng như ông ta đã nói, những người mạnh ngang ngửa cũng đã tề tựu về đây, tuy mỗi người đều có sức mạnh khác nhau nhưng điều mà Botton muốn là được đánh nhau theo kiểu óc truyền thống. Đòi hỏi điều đó từ mọi người là không được, nên Botton đã lập ra kế hoạch luyện tập đó. Rõ ràng không ai có thể chịu được cái giáo án đó, nhưng Botton không hề từ bỏ, cậu cũng xác định được rằng ước mơ của mình là vô cùng viển vông. Thế nhưng cuộc đời đúng là khó đoán khi Botton lại gặp được Zik. trong suốt hai năm qua Botton đã dành gần như toàn bộ thời gian để huấn luyện Riz. Dick cảm thấy cậu đang đánh thế này là không xứng đáng với tiền bối, cậu giơ lên ngón tay biểu tượng của óc. Cậu thề sẽ đánh hết sức mình, hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, trải qua trăm chiêu giao đấu họ dường như hiểu nhau hơn. Dick hiểu đây là cách mà cậu trả ơn Botton, cuộc chiến dữ dội đến mức màn chắn ma thuật còn bị nứt vỡ. Miz phải trổ tài để sơ tán những người ở trong khán đài ra ngoài, đánh nhau kiểu này có người chết thì phiền lắm. Botton và Dick đánh nhau đến nỗi cùng phong nổi lên phá tan cả sàn đấu. Dick đột nhiên trúng một cú đấm hất tung lên trời của Botton, Cậu chật vật lắm mới có thể đứng lên được. Cậu quyết tâm không bỏ cuộc dù bất cứ giá nào, hai người lại lao vào đấm nhau, lần này sàn đấu đã bị phá nát hoàn toàn. Zick bị Botton đấm bay dính vào tường, cơ thể Zick hoàn toàn không thể cử động được, thế nhưng ngón tay thì vẫn có thể. Với Botton đây chỉ là đánh đấm bình thường, nhưng với cậu từng này không đủ để trả nợ ân tình cho tiền bối, Zick đột nhiên thức tỉnh kỹ năng đặc biệt của mình. Tình thức máu liều, mọi người đã giữ bí mật giấu Botton rèn luyện kỹ năng bí mật cho Zick, nhờ đó mà họ biết được điều kiện thức tỉnh và giúp Zip kiểm soát được phần nào. Điều kiện để kích hoạt kỹ năng đặc biệt của Zick là quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân để đấu với kẻ địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Thứ cần thiết không phải là pháp lực hay thể lực mà là sức mạnh ý chí. Từ bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu, Botton bị Zick đấm đến không thể thở nổi. Cậu nhận ra từ trước đến nay cậu chỉ tập trung vào tìm kiếm một trận ngang tài ngang sức mà quên đi những đồng đội tin tưởng và quan tâm cậu cố gắng vì cậu đến mức này. Hóa ra bấy lâu nay cậu không hề cô độc, lần đầu tiên Botton biết kiệt sức là gì, cả hai đều đã tới giới hạn, thế nên đòn tiếp theo mới là đòn quyết định cuối cùng đòn đánh của hai người va vào nhau tạo nên một cột lửa bay thẳng lên trời. Thế nhưng đến cuối kết quả lại là dích gục trước. Boston trụ được lâu hơn cậu vài giây rồi cuối cùng cũng lăn quay cu đơ. Sau trận đấu đó dích đã ngủ một tuần liền chỉ vì đánh nhau quá sức. Sau Boston không chịu nhận chiếc đai, một mực cho rằng người chiến thắng phải là dích, thế nên chiếc đai thuộc về cậu. Dích biết rằng nếu muốn Boston hồi phục 30 lần còn được, thế nên cậu thắng trận này cũng không vẻ vang lắm. Boston thực sự muốn nói rằng dích rất mạnh. Boston cũng cảm ơn mọi người vì đã vì giấc mơ của cậu. Rick giờ mới hiểu tại sao mọi người lại vô cùng hăng hái với việc huấn luyện kỹ năng đặc biệt của cậu. Hóa ra là để làm quà tặng bí mật cho Botton, viên ngọc lục bảo thứ hai vương hoàng đã thuộc về họ, con đường tiến tới truyền thuyết Yamato lại gần hơn một chút. Alice làm một viên để thay thế vào chiếc đai, đúng là nhìn y hệt không khác nhau chỗ nào. Về phần ông tác giả của truyền thuyết Yamato, ông ý sống dai là nhờ kỹ năng đặc biệt của mình. Mấy năm rồi ông ta mất tích vì bị biên tập viên dí Deadline viết sách. Cả Botton và Rick đều từ chối nhận chức vô địch, họ thậm chí còn rút khỏi danh sách đấu quyền sư nên chức vô địch nghiễm nhiên thuộc về người đứng thứ ba là kevin nhóm boton sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố dích mua cả đống đồ để mang về tặng cho bà con họ hàng thân thích angelica thì nhờ boton huấn luyện nghe đến đây mà dích đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu có bị điên không cơ chứ thế nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của angelica mà cậu không thể dưỡng được cả đoàn chuẩn bị hành trình đi về dích quyết tâm chạy bộ về nhà kéo theo cả đoàn xe chạy hai mét về nhà đúng là chỉ có cậu ngựa bình thường có thể không chịu được nhưng chỉ cần mi Z trổ tài tí là ngựa liền được búp sức mạnh nếu genette không nói dích cũng quên luôn vụ suối nước nóng nghĩ thôi mà đã thấy phê như con tê tê rồi dích lắp bắp mãi mà không nói được cuối cùng mi Z lại ra điều kiện xem ai về nhà trước nếu dích thua thì sẽ phải huấn luyện gấp 100 lần còn thắng họ thì được đưa genetta đi suối nước nóng thế là cả đoàn cùng nhau chạy về nhà mất khá nhiều thời gian để hoàn thành ước mơ trở thành mạo hiểm giả thế nhưng cậu vẫn còn nhiều ước mơ khác cần hoàn thành đây mới chỉ là bước khởi đầu của dích mà thôi